05 này. Cái này lên hai mấy con em? Em còn mấy cái gì? Rồi mã số tiếp theo lên cho em 05 này. Size cho bé là từ 17 cân đến 22 cân cho em 59.000 cho em 05 này, còn 10 cái tặng luôn 59.000. Mã tiếp lên cho em là 05 đi. Đấy, lên cho em con này là 05 cho em này. Đấy nhà Linh chất mát lắm, cảm ơn chị Nga Phan Thúy này. Rồi mã số tiếp theo cho em nhá. Mã số 05 dùm em này. Đó, lên cho em con váy ren này, 05 size 18 cân đến 22 cân thì tầm 4 đến 6 tuổi mang vừa. 4 đến 6 tuổi mang vừa cho em 59.000 một cái luôn nhá. 59.000 cho em mã số lên là 05 dùm em. Đó, chị nào lấy 05 chốt 05 cho em 59.000 đồng. 59.000 chốt cho em là 05 là ok nha các bạn nhá. Thì lên cho em con này 05 là ok, 59.000 này. 18 đến 22 cân em có size nhá. 18 đến 22 cân 59.000 một cái. Mẹ chất đuối tơ rất là mát luôn cho em nhá mọi người. Màu nâu tây này rất là xinh luôn. Chị nào lấy 05 chốt 05 cho em 59.000 một cái nhá. 59.000 đồng cho em 05. Mã hàng cho em là 05 là ok nhá mọi người. 59.000 15 cân đến 22 cân, à 17 cân đến 22 cân nhá. 17 đến 22 cân 59.000 cho em nhá. Chị là khách của nhà Linh 3 năm rồi, cảm ơn chị Nga Phan Thúy nhá. Quần jean bé gái 25 cân em có nhá. Quần jean bé gái 25 cân em có, đợi em xíu nhá chị yêu ơi. Mọi người chia sẻ like cho em với nhá. Chị nào lấy 05 chốt 05 cho em 59.000 nhá. 59.000 17 cân đến 22 cân. 4 đến 6 tuổi mang vừa. 4 đến 6 tuổi mang vừa rất là đẹp luôn. Cái này màu nâu tây này là mặc nó chơi lắm, rất là đẹp ấy. Rồi ok, chị nào lấy 05 chốt 05 nhá. 59.000 cho em này. Đó, 05 59.000 đồng cho em này. Rồi mã số tiếp em này. À, lên tiếp cho em nhá. Mã số tiếp theo này 06 này. Váy suông này. Váy suông này. Rồi mã số tiếp theo váy suông cốt tông này. Đây lên suông cốt tông cho em mã số 06 này. Lên tiếp cho em mã hàng 06 váy suông cốt tông cho em 17 cân đến 35 cân em có size mã số 06 này. 0669.000 đi. 0669.000 lên cho em mã số tiếp theo này. À, váy suông cốt tông nhá. À, pyjama là 49.000 chị nhá. Pyjama là 49.000. Các chị ơi comment mã số kèm số điện thoại cho em với nhá. Comment mã số kèm số điện thoại đi. Rồi cái này đây là 06 à. 06 váy suông cốt tông nhá. Váy suông cốt tông cho em này. Size 17 cân đến 35 cân em có size 06 69.000 một cái luôn. Bán tri ân cho em 69.000 đồng cho em 06 này. Đó, chị nào lấy 06 chốt 06 cho em 69.000 đồng cho em 15 cân đến 17 cân đến 35 cân em có size nhá. 17 cân đến 35 cân em có size, có màu hồng và màu đen, hồng đậm, hồng nhạt và màu đen cho em váy suông cốt tông, chất liệu của nó là cốt tông tàu rất là mịn và đẹp luôn. Đó, cái này rất là mịn và đẹp luôn cho em nhá, mềm mịn cực kỳ luôn. 17 cân đến 37 cân em có size mã số 06 69.000 đồng cho em nhá. Đó, màu hồng, màu đen này, hồng nhạt, hồng đậm và màu đen cho em nhá mọi người nhá. Hồng nhạt, hồng đậm và màu đen, các chị lấy mã nào phải comment mã số kèm số điện thoại cho em nhá. Mã số 06 màu và hồng đậm này, 06 cho em màu đen này, 06 cho em màu hồng nhạt này. Đó, em có 3 màu, hồng nhạt, hồng đậm và màu đen cho em với giá là 69.000 đồng. Chốt cho em 06 là ok nha các chị nhá. Chốt cho em 06 là ok nhá mọi người. Đó, chị nào lấy 06 chốt 06 cho em 69.000 đồng cho em. 69.000 giúp em nha mọi người nha. 06 màu hồng đậm, màu đen, màu hồng nhạt. 17 cân đến 37 cân em có size nha các bác nha. Đây là váy suông cốt tông chất đẹp, rất nó rất là mịn nha mọi người. Mịn và đanh chất chứ không bị bai bị ráo đâu nhá. Đấy, bác chất bao giá cho em mã số là 06 cho em này. Chị nào lấy 06 chốt 06 cho em là ok, có đơn 69.000 nha mọi người. Lên mã số kèm số loại cho em là ok, có đơn nhá. 06 này. 06 kèm màu đi, cái này được lựa màu, các chị lên màu cho em nhé mọi người nhá. Có đơn hồi tối chưa giờ rồi. Được nha chị Hương Dương Nguyễn nhá. Chị Hạnh Nguyên lên số điện thoại chị ơi. Được nha chị Hương Dương Nguyễn nhá. Cái gì? Hạnh Nguyên lên số điện thoại ạ. Hạnh Nguyên lên số điện thoại nhá. Hạnh Nguyên lên số điện thoại cho em con này là 06 này. 06 69.000 cho em. 69.000 06 nhá. Đó, 06 69.000 cho em. Rồi tiếp cho em quần ngố này, mã số tiếp này. À không, cho bán cái váy hoa này cho các chị này. À mã số tiếp này 07 váy hoa mới nhá. Rồi tiếp cho em lên một mã mới. Mã số thôi, cái này lên từ từ váy hoa này. Chị Trương Thủy lên số điện thoại chị ơi. Trương Thủy lên số thoại váy 2 giây cho em này. Váy 2 giây nhá. Lên váy 2 giây này. Trương Thủy lên số thoại. Mã số tiếp cho em là 07 dùm em này. Mã số 07 2 giây nơ nhá. 2 giây nơ mã số 07 cho em size từ 17 cân đến 37 cân em có size. Mã số cho em là 07 dùm em với giá là 99.000 đồng một váy cho em này. 99.000 váy dây nhá. Dây màu rất là đẹp luôn. Chất liệu của em là chất xốp mềm cho em này. Em có màu hồng, màu trắng này. Mã số 07 cho em màu hồng, màu trắng và màu xanh. 99.000 đồng một váy cho em nhá. 99.000. Chị nào lấy 07
99.000 thôi. 99.000 đồng cho em nha. Không, em không có pyjama 31 cân đâu chị ạ. À. Pyjama 31 cân em hết rồi nha. Hết rồi. Mã này lên là 07 cho em nhá mọi người nhá. Mã này lên là 07 cho em đi. 99.000 đồng cho em nhá mọi người. 99.000 cho em này, màu xanh này, xanh ngọc nhá. Đấy là đẹp lắm. 07 cho em màu hồng này, và 07 lên cho em là màu trắng này, 17 cân đến 37 cân em có size, váy cao cấp cho em 99.000. Chất liệu của em là súp mềm này các chị nhìn nhá, đây là súp mềm không nhăn không nhầu, thấm mồ hôi cực kỳ luôn. Đó, chị nào em 07 chốt 07 cho em, người ta 99.000 đồng cho em 07 nhá. Đó, 07 99.000, 17 cân đến 37 cân em có size, 17 cân đến 37 cân em có size 3 màu cho em nhá mọi người. Chị nào em 07 thì chốt 07 giúp em nhá. Đó, 99.000 đồng cho em nhá mọi người ơi. 99.000 giúp em 07 nhá. Rồi lên tiếp cho em một cái váy hoa này này. 07 cho em nhé mọi người nhé. Đầm hoa vàng, đầm màu nâu treo trên sóng. Đầm hoa vàng, đầm màu nâu á. Hoa vàng này á. Hoa vàng này á. Rồi tiếp cho em này. Mã số tiếp 08 này. Cái này hết chưa? Cái này sale luôn này. Rồi cái này em còn size hay gì? 25 cân à? 25 cân. Rồi cái này lên cho em mã số 08 này. 08 cho em size. Úi hình như là kẽo rồi sao ta. Rồi ok nhá, mã số lên cho em là 08 nhá mọi người nhá. Cái này lên cho em là 08 này. Đây mã này lên cho em là 08 cho em này. À đúng không? Size 17 cân đến 27 cân em có size mã số 08 cho em nhá. Sale luôn 60.000 cho em cho hết luôn này, 60.000 cho em 08 này. Cái này lên là 08 cho em nhá. Đây chốt con này cho em lên là 08 cho em này, 60.000 thôi, 60.000 cho em váy đuổi tơ cho em 08, 17 cân đến 27 cân em có size nhá. 17 cân đến 27 cân em có size, mã hàng cho em là 08 giùm em. Đó, chị nào lấy 08 chốt cho em 08 là ok, 60.000. 60.000 cho em 08 này. Đó, váy màu này. Cái này màu vàng ở bên tay này là màu nâu này, rất là đẹp luôn. Cái váy này đẹp lắm, chất nó rất là đẹp và mịn đấy. Mặc nhưng không mặc luôn mà cái chất của nó không bị nhăn nhá mọi người nhá. Chất lụa tơ cho em không nhăn. Mã này đây là 08 cho em nhá mọi người. Đuổi tơ 08, 60.000, 17 cân đến 27 cân em có size nhá. 17 cân đến 27 cân pyjama hết rồi. 08 cho em 60.000 này. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là có đơn này. Mã hàng kèm số điện thoại cho em 08, 60.000 cho em. À, chị nào lấy 08 chốt 08 cho em 60.000 nha mọi người nhá. 60.000 một cái, 08, 18, 17 cân đến 27 cân em có size thì tầm 4 đến 8 tuổi cho em nhá. 4 đến 8, 9 tuổi coi lại mang vừa cho em. Đó, chị nào lấy 08 chốt 08 cho em là ok. Đâu ấy lạnh quá. Bật. Nha mọi người, chốt cho em con này là 08 cho em với giá là 60.000 thôi nha. Em sale 60.000 cho các mẹ nha. 60.000 cho em 08 này. Chị nào lấy 08 chốt 08, 60.000 cho em 15 cân, 17 cân đến 27 cân em có size đấy. 17 cân đến 27 cân em có size 08 giùm em nhá. Chị nào lấy 08 thì chốt 08 cho em là ok. Đó, 08 cho em nhá mọi người. 08 này 60.000 này. Đã số tiếp theo cho em để lấy váy hoa đây 09 này. Em lên cho em con hoa này, em cũng xem cho các chị luôn. Váy hoa này, hoa cổ bèo rất là xinh. Mã tiếp theo lên cho em là 09 này. Đây, lên cho em mã này lên là 09 cho em váy hoa cổ bèo lá nhá. Váy hoa cổ lá cho em này, size 15 cân đến 35 cân em có size 09 này. 15 cân đến 35 cân em có size, mã số cho em 09 này. Bán tặng cho em 89.000 một cái thôi nhá. 89.000 đồng cho em mã này lên cho em là 09 dùm em, tay bồng này. Đó, tay bồng chất liệu của em là thô boy cao cấp rất là mềm luôn cho em. Mã này lên là 09 nhá. Đó, lên cho em con này là 09 cho em màu xanh này. Chất thô boy đẹp lắm, 09 cho em màu hồng này. Đây hồng nhí này, cái này là hoa nhí nha mọi người. Cái này là hoa nhí rất là đẹp luôn lắm. 09 cho em màu vàng này. Đó, màu vàng này. Chị nào lấy 09 chốt cho em 09 là ok nhá mọi người nhá. 09 cho em từ 15 cân đến 35 cân cho em với giá là 89.000 đồng giúp em nhá. 89.000 đồng cho em. Mã hàng này là 09 này, chất liệu là thô boy mềm, có màu vàng đậm và màu vàng nhạt nhá. Đây vàng nhạt. Đó, còn đây là vàng đậm cho em này. Đó, chị nào lấy chốt cho em là 09, 89.000, 15 cân đến 35 cân em có size, 15 cân từ 4 tuổi trở lên giúp em nha các chị yêu nhá. 15 cân từ 4 tuổi cho em đến tầm 35 cân 9 tuổi quay về 9, 10 tuổi mang vừa cho em. Hoa xanh, hoa hồng này, đây hoa hồng nhí này. Đó, chị nào lấy 09 chốt cho em 09 nha mọi người nhá. Đây là màu vàng bông to này và vàng bông nhí cho em này. Đó, có hai loại vàng bông to và vàng bông nhí cho em nhá mọi người nhá. Với giá là 89.000 chốt cho em mã số là 09 giùm em nhá. 09 cho em nhé, 15 cân đến 35 cân, 4
chốt qua đi, nếu như được gọi chốt đơn là đi đơn rồi ạ. Được gọi chốt đơn là đi đơn rồi. Chị Thanh Lê chưa được chốt ạ. Rồi đợi xíu 1 giờ nhân viên ra làm tiếp nha chị ơi. Chuẩn bị nhân viên đang ra gọi tiếp rồi nhá. Rồi cái này chốt cho em là 09 cho em nhá mọi người. 09 cho em 89.000 cho em nha mọi người nhá. 89.000. Size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân này em có size nhá mọi người. 15 cân đến 35 cân 89.000. Mã số là 09 dùm em. Ở chất thô bon mềm, đây là hoa vàng hoa nhí này. 09 cho em vàng bông to này. 09 cho em màu hồng này. Màu hồng cho em mã số lên là 09 cho em này. Đó, màu hồng cho em này, hồng nhí này. 09 lên cho em màu hoa xanh này. Màu nào đẹp ấy, dễ thương lắm. Mà cái màu ở ngoài nó đẹp hơn trên like mọi người. Đó, màu ở ngoài đậm đà đẹp lắm. Đây hoa nhí hồng này. Màu màu vàng bông to này. Đây là vàng bông to nhá. Và cho em màu vàng bông nhí này. Mã này lên là 09 cho em với giá là 89.000 một váy thôi nhá. 89.000 chốt cho em 09 là ok nhá. Chị nào lấy 09 chốt 09 cho em 89.000. Đây mặt sau là baby doll cho em, rất là đẹp, dáng Hàn Quốc rất là đẹp luôn. Chất liệu là thô boy không nhăn không nhầu cho em, là không bị co rút vải nha mọi người. Đó, chị nào lấy 09 chốt 09 giùm em nha. Vàng hồng xanh nhá. 89.000 cái thôi các chị ơi, 15 cân đến 35 cân cho em. Có vàng bông to và vàng bông nhí nha mọi người nhá. Đây là vàng. Chuyển thì không nghe điện thoại. Đây là vàng bông to này. Vàng bông to đây này, còn đây là vàng bông nhí này. Đó, chị nào lấy 09 thì chốt cho em 09 là ok. Với giá 89.000 đồng thôi mọi người nhá. 89.000 đồng cho em. 89.000 đồng cho em nha. Chị Sinh Nguyễn Thị là không nghe máy này. Sinh Nguyễn Thị không nghe máy thì mua thêm cái xém gì nữa. Màu hồng này, đó màu hồng này, màu xanh này. Đó, chị nói 09 chốt 09 cho em 89.000 đồng cho em nhé mọi người. 89.000 chốt cho em 09 nha mọi người nha. 09 dùm em nhé. 89.000 cho em. 89.000 cho em nha. 09 này. Rồi mã số tiếp là số 10 cho em váy 2 dây bèo này. Váy này rất là đẹp luôn này. Mã tiếp theo này. Mã số 10 cho em này, 2 dây bèo ngực này. Em có size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân cho em. Mã số lên cho em là mã số 10 nhá. Mã hàng số 10 cho em bán sale tặng cho em với giá là 109.000 luôn. Đây váy tơ cao cấp cho em 15 cân đến 35 cân cho em 109.000. Cái váy này nó mềm lắm, mặc như không mặc luôn ấy. Nó rất là mềm mại nhẹ nhàng cho em nhé mọi người. Và nó dạng như rủ rủ nên như tiểu thư luôn ấy. Mã này lên cho em là mã số 10 cho em nha. Đấy, tay bèo cho em mã số 10 cho em với giá là 109.000. 109.000 cho em 10 màu xanh này. 10 cho em màu màu gì, màu hồng này. Mã số 10 cho em màu vàng này. 109.000 chốt cho em con này, hai dây bèo cho em mã số 10 nhá. Chất tơ mềm 15 cân đến 35 cân, em có size mã số 10 này. Các chị ơi nhớ đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em với nhá mọi người. Mã số 10 cho em 109.000 đồng cho em nhá. Không lên được. 109.000 cho em mã số 10. 15 cân đến 35 cân là em có size nhá mọi người. Từ 15 cân đến 35 cân em có size, mã số cho em là 10 giúp em nhá mọi người nhá. Mã hàng số 10 cho em này, màu vàng này. 10 cho em màu hồng và 10 cho em màu màu xanh cốm này. Đó, váy này đẹp lắm mọi người, cái chất nó đẹp cực ấy. Mã số 10 cho em phối màu rất là nhẹ nhàng luôn, là rủ rủ nhá mọi người. Mã số 10 109.000, 15 cân đến 35 cân là em có size nhá. 15 cân đến 35 cân là em có size, chị nào lấy 10 chốt 10 cho em là ok nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 10 chốt 10 cho em là ok nhá. 109.000 đồng cho em. Đó, mã hàng cho em là 10 là ok nhá mọi người. Mã số 10 cho em màu xanh, màu vàng, màu hồng cho em nhá. 109.000 cho em. Rồi lên tiếp cho em cái bộ này em sale luôn này. Mã số tiếp này, mã số 10 màu cho em này. Bộ cô gái có một màu này thôi đúng không? Bộ cô gái này em có mấy bộ, có 15 bộ thôi ạ. Bộ cô gái này còn một màu này, size từ 15 cân đến 33 cân. 13 cân, à 15 cân đến 33 cân. Mã số cho em là 11 này. Bộ cô gái nhá mọi người nhá. Bộ cô gái đây, quần của em là nặng xòe xòe như váy luôn. Em còn có mấy cái, 10 bộ, còn có 10 bộ thôi này. Có túi là hoàng luôn, chất cốt tông tàu cho em rất là mịn và rất là đẹp luôn. Bộ này sẽ tặng cho em với giá là 79.000 một bộ luôn nhá. Mã số này lên cho em là 11 đi. 79.000. Còn mấy bộ sale 15 cân đến 33 cân cho em bộ này nhá. 15 cân đến 33 cân. Yếm là đầu em xính nhá. Đầm yếm này á. À cái yếm màu này á chị, yếm màu đúng không? Rồi ok, cái này lên cho em mã số này lên là 11 cho em, 79.000 một bộ cho em này. Bộ này đẹp cực á. 15 cân đến 33 cân em có size nhá mọi người, tầm 3 đến 8 tuổi cho em này. 33 cân 3 đến 8 9 tuổi qua lại cho em. Chị nào lấy 11 chốt 11 cho em nhá. Chị nào lấy 11 chốt 11 cho em với giá là
79.000 một bộ các em nhá, 79.000 bộ này xinh quá nhỉ. Màu quần màu hồng này hình cô gái này. Cái này là in nhiệt nên là nó không bong không chóc cho em nhá mọi người. Chất liệu của em là cốt tông tàu cho em bao chất bao giá luôn. Em vừa móc ở trong túi ra tự nhiên ở trong kho thấy sót 10 mấy bộ, 15 bộ. 79.000 một bộ nha mọi người nhá. 79.000 cho em. 15 cân đến 33 cân em có size mã số 11 đi nhá. Cái màu ok đợi xíu nhá. Mã số 11 cho em 79.000 cho em. Mã số 11 kèm số điện thoại đi, có một màu thôi. Cái này em có một màu và có 15 bộ thôi. 79.000 chất đẹp lắm. Các chị được kiểm tra thoải mái trước khi nhận nhá. 15 cân đến 33 cân em có size. 15 cân đến 33 cân cho em mã số lên cho em là 11 cho em là được nha mọi người nhá. Chị nào lấy 11 chốt cho em 11 là ok nhá mọi người. Mã số 11 cho em 79.000. 79.000. Mã số là 11, 79.000 đồng cho em. Đúng rồi, chốt cho em có là 11, 15 cân đến 33 cân cho em nhé mọi người nhá. Mã số tiếp theo này. Đây bộ tiếp mã số 12, bộ mặt cười này. Đây lên tiếp cho em bộ mặt cười này. Đây mấy cái bộ này xinh á. Mã số 12, bộ mặt cười cho em này. Bộ mặt cười nhá, mã số 12, 20 cân đến 40 cân em có size nhá. 20 cân đến 40 cân em có size bộ mặt cười này. Đó, bán sale cho em 79.000 luôn một bộ này. 79.000 cho em mã số này lên là 12. 12 cho em đây quần đây nhá mọi người. Đây quần đây cho em này. Mã số tiếp lên cho em là 12 cho em 79.000 một bộ thôi nhá. 79.000 đồng cho em. Chỉ nào lấy 12 chốt 12 cho em là ok. 79.000 cho em này. 12 79.000 này. 20 cân đến 40 cân nhá, 79.000. 20 cân đến 40 cân em có size có màu hồng và màu đen này. Mặt cười nhá. Màu hồng và màu đen cho em. Đó chỉ là lấy 12 chốt 12 cho em nhá. Hồng và đen này. Đó, rất là xịn sò. 20 cân đến 40 cân 79.000 cho em mã số này lên là 12 đi nhá. Đó chỉ là lấy 12 chốt 12 cho em là ok. 79.000 đồng cho em. 79.000 cho em 15 cân đến 20 cân đến 40 cân á. Cái này size to lắm. Bộ này 20 cân đến 40 cân em có size này. Đó chỉ là lấy 12 chốt 12 cho em nhá. Bộ mặt cười nhá. Đó 79.000. 79.000 cho em này. Bộ tiếp bộ ngựa này. Mã số 13 bộ ngựa này. Đây bộ này lên bộ theo cho em này size. Mã số tiếp này bộ ngựa theo này. Đây ngựa theo này mã số 13 size 15 cân đến 35 cân em có size. Mã số cho em là 13 này. 89.000 đồng một bộ cho em nhé. Quần nó là quần nhưng mà làm dạng xòe như váy luôn này. Đây nó là quần đấy. Nó là quần nhưng mà xòe như váy luôn. Cho em mã này lên là 13 đi. Mã này lên cho em là 13 cho em nhé. 89.000 15 cân đến 35 cân em có size. 15 cân đến 30 cân em có size 89.000 cho em mã số này lên là 13 cho em này. Rồi chốt cho em con này là 13 bộ theo nhé. Bộ theo cho em 70 là 89.000 mã số cho em là 13 này. Rồi bây giờ em lên quần jean nghe đi em. 13 màu trắng màu vàng này. Đó 13 cho em màu hồng này. 13 lên cho em màu nâu này. Đó màu nâu nhá. Chốt cho em con này mã số này là 13 cho em 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 đồng cho em mã số là 13 nhá. Tí là nhân viên ra gọi nha chị, xin Nguyễn Thị nhá. Tí điện thoại cho em vẫn. Rồi bây giờ em lên quần jean. Rồi cái này lên cho em mã số này là 13 giúp em bộ nha mọi người nhá. Là 89.000 15 cân đến 30 cân em có size nhá. 15 cân đến 30 cân. Nó rất là xinh, 15 cân đến 30 cân có size, chất liệu có tông tàu cho em nhá. Cái này là hàng thêu. Cái bộ này là thêu này, 89.000, em có nâu này, có hồng này. 13 lên cho em màu vàng này, 89.000 đồng một bộ. 13 lên cho em màu trắng này, 89.000 đồng một bộ cho em. Chị nào lấy 13 chút 13 cho em 89.000. 13 89.000 đồng cho em. Em phải kiểm tra xong rồi nhé, em điều chỉnh sự vụ rồi em mới phát được chứ ạ. Nhà em yêu cầu lưu 3 ngày thì em cứ lưu 3 ngày cho giúp cho bên em với ạ. Rồi ok nhá, chị nào lấy 13 chút 13 cho em 89.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Màu trắng này. Em đi ạ, lưu cho em 5 hôm nhá. 13 cho em màu vàng này. 13 cho em màu hồng này. 13 cho em màu nâu này. 89.000 ở Thanh Hóa. Không, ở trong Đồng Nai à. Em không phát hợp rồi nhà mình chưa chừng. Sắp bảo là chị kiểm tra từ chừng luôn thì em phát luôn không em mang hàng đi luôn này. Thế sao em mới bảo nhà em phải kiểm tra xem có 89.000. Rồi phải điều chỉnh sự vụ là anh lên cho em 5 hôm đến mất không. Mã số tiếp lên cho em quần này. Mã số 14 cho em quần này. Lên quần ngố nhá. Lên cho em quần ngố cao cấp mã số lên là 14 cho em này. Size 15 cân đến 30... Gì? 15 cân đến 30 cân cho em này. Mã này lên cho em mã số lên là 14 cho em này. 69.000 quần ngố lửng cho em nhá. Ngố lửng cho em nhá. 15 cân đến 30 cân cho em 69.000 xem luôn. Chất bò giấy mềm cho em co giãn cho em này. Mã này lên là 14 đi. 14
69.000 cho em nha. Sao cái máy của em nó không quay lại được nhỉ? Hả hỉ? Rồi cái này lên cho em mã số là 14 giùm em, 69.000 đồng cho em nha mọi người. 69.000 đồng cho em mã số lên là 14 đi. Dạo ơi em lẽ chị không chỉ vàng em. Mã số 14 cho em này, 69.15 cân đến 30-32 cân, có size quần ngố bò nha mọi người nhá, ngố bé gái này. Đó, 69.000 đồng cho em nhá. 69.000 đồng cho em quần ngố này, chất bao đẹp luôn á, bao chất bao giá to đã đủ chiều cho em, cặp lưng thun mềm này. 69.15 cân đến 30-32 cân em có size nhá mọi người nhá. Đấy, rất là mềm luôn này. Nó rất là mềm luôn. Chị nào lấy 14 chốt 14 cho em là ok nhá mọi người. 69.000 một quần nhá. 69.000 đồng cho em ạ. 69.000 chốt cho em mã số là 14 cho em này. Mã số 14 cho em nhá mọi người nhá. Chị ơi cứ lên cân nặng đi rồi có nhân viên gọi điện chốt đơn nhá chị nhá. Cứ lên cân nặng, mã hàng kèm cân nặng để có nhân viên gọi chốt đơn nhá chị ơi. Mã số 14 cho em 69.000 có nhân viên tư vấn sai cho các chị nhá mọi người nhá. 14 ạ. 15 cân đến 30-32 cân em có sai này, 69.000 một bộ thôi nhá. 69.000 chị nào lấy 14 chốt 14 cho em là ok nhá. Chị nào lấy 14 chốt 14 cho em là ok. 69.000 đồng một bộ cho em, một quần cho em nhá. 69.000 thôi ạ. Đẹp lắm mọi người ơi, cái này là chất bò giấy ấy, mọi người, nó mềm lắm, nó là dáng ngố nhá. Cái này của em là dáng ngố cho em nhá mọi người nhá. Dáng ngố cho em này, dáng mặc tới gối nhá. Dáng mặc tới gối cho em, 69.000 một quần cho em. 69.000 đồng, 15 cân đến 30-32 cân em có size nhá. 15 cân đến 30-32 cân em có size. Chị nào lấy 14 chốt 14 cho em lựa hình ngẫu nhiên thôi nhá mọi người. Cái hình này thì ngẫu nhiên giúp em thôi nhá. Đó, chị nào lấy 14 chốt 14, 69.000 đồng cho em. 69.000 cho em nhá. 15 cân đến 30 cân em có size nhá. 30-32 cân. 15 cân đến 30-32 cân em có size. 69.000 một quần ngố cho em nhá. Ở chất bò giấy bao mềm luôn. Đó, chị nào lấy 14 chốt 14 cho em nhá mọi người. 14 đúng rồi, 14 cho em nhá. Lựa hình ngẫu nhiên thôi nhá. Cái này hình theo này ngẫu nhiên, còn dáng và chất thì nó giống nhau rồi. Dáng và chất thì nó giống nhau rồi các chị yêu ạ. Đó này, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. 69.000 đồng cho em thôi nhá. 69.000 hàng cao cấp cho em, siêu đẹp, siêu mềm và siêu rẻ luôn. Bình thường các cái quần này các chị mua ở ngoài phải tầm rơi tầm 150 nhá, phải rơi tầm 150. Nhà em bán tặng 69.000, size 15 cân đến 35 cân em có size ạ. Chị nào lấy 14 chốt 14 cho em này. Mã số cho em là 14 thằng em nhá, 69.000. Dáng ngố nhá mọi người, mặc rất là đẹp, đi học hay đi chơi đều ok này. Đó, đi học thêm đi chơi ok cho em, 69.000 chất bao mềm bao đẹp luôn. Mã hàng cho em là 14 đi nhá. 14 cho em này, bao chất bao giá kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em là được nha mọi người. Đội điện luôn cho nó đi, bảo trừ rồi. Rồi mã số 14 cho em 69.000 đồng cho em nhá. Chốt cho em 14 này. Quần ngố lực nhá. Cái này là dáng ngố cho em nhá mọi người. Dáng này là dáng ngố mặc tới gối nhá. Mặc tới gối cho em, 69.000 đồng cho em nha. 69.000 đồng cho em. 69.000 bán các bác ơi, siêu rẻ luôn á, mà được kiểm tra hàng thoải mái cho em nhá, bao chất bao giá cho em này. Cả cái quần này tặng có 69.000 mà size to lắm, size đến tận 35 cân cho em. 30-35 cân em có size, 69.000 tầm 4-9 tuổi mang vừa nhá. 4-9 tuổi mang vừa, lựa hình ngẫu nhiên dùng em này, cạp lưng thun mềm này. Đó, chị nào lấy 14 chút 14 cho em là ok, 69.000 cho em nhá. 69.000 chốt 14 cho em. Không có đồ bé trai đâu nhé, em toàn đồ bé gái thôi. Nhá, chia sẻ like cho em để không bị ẩn comment nhá, các chị ơi comment đúng mã số này. 14 này, kèm số điện thoại và kèm cân nặng cho em là ok, có đơn nhá mọi người nhá. Mã số 14 cho em 69.000. 69.000 một quần ngố cho em nhá. Quần ngố mà tặng có 69.000 đấy. 150-180 bây giờ em bán tặng cho các chị 69.000 luôn, bao chất bao giá cho mọi người. Rất là mềm luôn các chị ơi, mặc cái váy rất là mềm luôn. 15 cân đến 35 cân em có size nhá. Chị lấy 14 chốt 14 cho em kèm số điện thoại này. 14 kèm số điện thoại cho em nhá. 14 kèm số điện thoại, 69.000 đồng cho em. 69.000 đồng cho em nhé. Mã số kèm số điện thoại đi. Mã số kèm số điện thoại cho em nhé. 69.000 đồng cho em. Lựa hình ngẫu nhiên cho em nhé. Không, nhân viên cho đơn một đơn. Em cọc. Thúy Nguyễn ơi. Nhà em trừ rồi chị ơi. Chị Thúy Nguyễn ơi, vừa có biêu tá gọi nhà em trừ rồi nhé. Chị Thúy Nguyễn nhé. Đã trừ rồi. Chị cứ nhận hàng đi, xong rồi em chụp hóa đơn em gửi lên cho chị nhé. Vì là trừ rồi nhưng mà biêu tá nó chưa cho em đăng like nên chưa kiểm tra được, nhưng mà vừa thử được kiểm tra được rồi, nhưng mà biêu tá em gọi biêu tá phát rồi đấy nhá. Trừ rồi nhá, trừ rồi, chị cứ nhận hàng đi, em đã trừ rồi đấy. Ok, chị nào lấy 14 chốt 14 cho em, 69.000 cho em nhá mọi người. 69.000 đồng cho em, mã hàng là 14 quần ngố cho em nhá. Quần ngố cho em nhá. Đó, 69.000, mã số 14 kèm số điện thoại nè. 14 kèm số điện thoại
kèm cân nặng trên một dòng cho em nhé mọi người, để được chốt đơn nha mọi người nhé. Mã số kèm số điện thoại. Kèm Thúy, anh số điện thoại. Ok nha, chị nói 14 chút 14 cho em. Ok, 69.000 cho em mã số 14 cho em là ok, có đơn này, đẹp quá. Trời, quần này có 49.000 cả, 69.000, 69.000 một quần cho em nha. 69.000 chốt cho em là 14 là được nha các chị yêu nhá. Chốt cho em 14 là ok này. Rồi lên tiếp cho em quần quần sock này. Quần sock mã số tiếp theo này. Rồi lên cho em quần sock nha. Quần sock này mã số tiếp lên cho em mã số là 15 này. Sóc đùi nha mọi người nhé, quần sóc đùi cao cấp cho em này. Đây lên tiếp cho em quần sóc đùi, mã số cho em là 15. Quần sóc đùi siêu mềm luôn này. Nó siêu mềm mà nó đẹp lắm các chị ơi. Chất co giãn 4 chiều, size từ 15 cân đến 45 cân. Em có size quần sóc đùi nhá. Quần sóc đùi cho em mã số này lên là 15 dùm em này. Đó, quần sóc đùi mã số 15 cho em, tặng cho em giá 69.000 một quần cho em nhá. 69.000 chốt cho em con này mã số này là 15 cho em này. Đó, siêu siêu mềm luôn, rất là đẹp luôn. Chốt cho em con này là 15 dùm em, quần sóc đùi nhá. Sóc đùi cho bé gái này từ 15 cân đến 45 cân cho em. Đạp lưng thun mềm này, bao chất bao giá cho em. Nhớ đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em nữa nha mọi người. 69.000 cho em quần sóc đùi nhá. 69.000 quần sóc đùi cho em mã số này là 15 đi. 15 này. Đó, chốt cho em con này mã số là 15, sóc đùi 69.000. 15 cân đến 45 cân là em có size nhá. Từ 15 cân đến 45 cân là em có size 69.000 đồng cho em. Đó, mã số là 15 cho em là đẹp lắm. Bao chất bao giá cho em, bao kiểm tra hàng thoải mái cho em nha các chị yêu nhá. Từ 15 cân đến 45 cân, form rất là to và đại luôn. Từ 3 tuổi đến 13, 15 tuổi nhá. 3 tuổi đến 15 tuổi cho em, mã số lên là 15 đi mọi người. Cho em quần này là mã số 15 và 69.000 thôi. Quần suông 44 cân em có nhá. Quần suông 44 cân em có, đợi em xíu nhá. Áo này em không có. Rồi chốt cho em ở đây lên là 15 cho em, 69.000 nha. Đẹp lắm mọi người ơi, đẹp vô đối luôn á. Quan trọng là cái chất của em nó rất là mềm á, bao co giãn cho em này. Chất đẹp lắm, như một cái quần cốt tông luôn. Mà giá thì bằng một bát phở cho em luôn này. Các chị nhìn thôi, thấy chưa? Rất là xịn sò mà rất là mềm. Tặng có 69.000. Form đại từ 15 cân đến 45 cân nhá. Nguyễn Hồng Gấm lên số điện thoại chị ơi. Hồng Gấm lên số thoại này. Nguyễn Hồng Gấm lên số thoại. Chốt cho em mã số sóc đùi là mã số 15, 69.000 một quần. Đấy, hàng thông dụng các con hay mặc nên các chị cứ nhìn. Kim Loan lên số điện thoại đi ạ. Hồng Gấm và Kim Loan lên số thoại. Các chị ơi, comment mã số kèm số điện thoại cho em với nào. Comment mã số kèm số thoại cho em với nhá. Đó, chị nào lên 15 chốt 15. Lê Thanh, Lê Thanh lên số điện thoại ạ. Hồng Gấm, Kim Loan này, Lê Thanh này, lên số điện thoại dùm em. Các chị ơi, comment mã số kèm số thoại trên một dòng hộ em nhá. Lên luôn trên một dòng của em để được chốt đơn mã đầu tiên nhé mọi người. Không có số thoại em không có đơn được. Rồi mã này lên là 15-69.000 cho em quần sóc đùi nhá. Từ 15 cân 3 tuổi cho em đến tận 45 cân 15 tuổi mang vừa cho em này. Đạp lưng thun mềm, chất mềm, co giãn cho em. Chia sẻ like để không bị ẩn comment nhá. Cú lên đúng mã số kèm số thoại cho em. Chia sẻ like để không bị ẩn comment. Những chị nào em đọc lên số thoại thì lên số thoại kèm mã hàng cho em nhá. Comment trên một dòng cho em. Đó, chị nào lấy 15 chốt 15, 69.000 một quần thôi, size được 45 cân cho em nhá các mẹ nhá. Đó, rất là đẹp luôn, mà cả lưng thun mềm này. Mặc với lại áo phông rất là đẹp luôn. Cái này hàng thông dụng nên ngày nào con cũng mặc. Lựa hình ngẫu nhiên dù em nha mọi người. Lựa kiểu ngẫu nhiên cho em nhá. Mã số cho em là 15. 69.000 chốt cho em 15 quần sóc đùi. 69.000 một quần thôi nhá. 69.000 cho em từ 10 cân đến 15 cân đến 45 cân. Cái hình này lượng ngẫu nhiên cho em thôi nhá mọi người nhá. Có một xíu xíu thôi lượng ngẫu nhiên, mã số 15 đi. Chốt là 15 cho em, đừng có nhầm mã hàng. Chốt 15 nhá. 15 kèm số thoại kèm cân nặng 69.000 cho em nhá. 15 cân đến 45 cân đủ size. Từ 15 cân đến 45 cân em có đủ size cho các chị luôn. Đó. Từ 15 cân đến 45 cân em có đủ size 69.000 đồng cho em nhá. Bé gái nhá. Quần dài có nhá chị ơi. Có quần dài để lên quần dài luôn. Đó, chị nào lấy 15 chốt 15 có 69.000 thôi mà chết, nó đẹp lắm các chị, em thề luôn, nó như một cái quần cốt tông luôn. Nó sai mất lọc luôn, được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Em chỉ sợ các chị nhận xong mê quá để phải mua thôi. Vì là chị nào nhận hàng quần bò nhà em rồi feedback lên cho em rồi nào. Mã số 15 69.000 cho em thôi nha. 15 cân đến 45 cân, 15 cân đến 45 cân em có size mã số 15 sóc đùi 69.000. Mấy chị lên số thoại chưa? 69.000 mã số 15 cho em nhá. Quá xuất sắc luôn, không mua hơi phí đấy các chị. Em có quần dài nhá, em có quần dài. Quần dài rẻ lắm nhà em, nói chung quần bán rẻ lắm luôn á. Cái gì cũng rẻ ấy. 69.000 cho em mã số 15 đây. Túi sau này, túi hộp xịn sò luôn á mọi người nhá. Quần ra quần luôn, nhưng không phải loại vớ vẩn đâu nhá mọi người. Chị nào lấy 15 chút 15 cho em hàng Quảng Châu cao cấp đấy mọi người nhá. 69.000 một quần. Còn sau bên em là mã 15 không phải 14 đâu chị ơi. Mã hàng 15
cho đúng và số điện thoại cho đúng cho em một dòng dùng em nhá. 69.000 một quần thôi. Mã số 15 cho em nha các mẹ nha. 15 cân đến tận 45 cân cho em mã số 15. Từ 15 cân đến tận 45 cân cho em từ 3 tuổi đến 15 tuổi mang vừa. Và 69.000 một quần thôi nhá mọi người. À, đi đôi hai sản phẩm trở lên cho em rồi nhá. Lựa hình ngẫu nhiên. Đây cái này lựa hình ngẫu nhiên cho em. Váy công chúa hôm nay em không có nhá. Ship toàn quốc là 30.000. À, váy size loe em chưa về size lớn chị ơi, loe chưa về size lớn nhá. Sang tắt biên. Được chốt. Mã số này là 15 kèm số điện thoại và kèm cân nặng cho em nhá các mẹ nhá. 69.000 cho em này. Đó 69.000 chốt cho em là 15. Em nhận quần rồi này. Chị em nhận quần rồi, chị chắc váy mềm và đẹp lắm. Cảm ơn chị Huỳnh Trâm nhá. Cảm ơn chị đấy, các chị feedback của khách để rất là yên tâm luôn để mọi người mua hàng nhá mọi người nhá. Cứ được được kiểm tra hàng thoải mái mà nhá. Không như đúng như lời em giới thiệu các chị có thể không nhận hàng cũng được. Em bán hàng thật nên em không sợ, giống kiểu vàng thật không sợ lửa ấy. Hiểu chưa? Ok nhá, chị nào lấy 15 chốt 15 shop đùi 69.000 nha mọi người. 69.000 cho em nhá. Các chị nếu như ở đây có chị nào mà buôn quần áo đó là biết em bán rất là rẻ luôn, còn không mà còn rẻ hơn cả giá các chị đi nhập buôn ấy. Nó thật luôn, rẻ hơn cả các chị đi nhập buôn. 45 cân quay đầu sai là rất là to luôn. 69.000 cho em nhá. 69.000 chốt em mã số này là 15 giùm em. 69.000 một quần thôi nhá. Không lựa hình đâu, lựa hình ngẫu nhiên. Nhiên 15 cân đến 45 cân nhá mọi người. Từ 15 cân đến 45 cân cạp lưng thun mềm. 69.000 một quần cho em. Mã số cho em là 15 là ok. Rồi lên tiếp cho em quần dài đây. Quần dài tiếp cho em mã số 16 này. Đây lên cho em quần bom dài này, mã số tiếp theo cho em quần dài này. Đẹp lắm luôn ấy. Trời ơi, quần toàn size to mà giá thì rẻ hơn là rẻ. Tiếp lên cho em quần dài bông gấu này. Quần dài bông gấu mã số cho em là 16 này. 16 cho em nhá, quần bông gấu rất là đẹp luôn. Em có size cho bé là từ 17 cân đến 45 cân em có size. 17 cân đến 45 cân em có size, mã số lên cho em là 16. Quần dài cao cấp cho em này. Chất thì gọi là siêu đỉnh luôn các chị ơi, nó phải nói là siêu mềm. Để em zoom gần chất cho các chị này. Đó, nó rất là mềm, mềm như bún luôn ấy, mặc như không mặc luôn. Được kiểm tra hàng thoải mái, mã số 16 nhá. 17 cân đến 45 cân, 1m1 đến 1m5 mang vừa. Chi ân với giá 99.000 một quần thôi nhá. 99.000 chốt cho em là 16 này. Đó, chốt cho em là 16. Lấy size bé, lấy size bé. Rồi chị nào lấy 16 chốt 16 cho em 99.000 đồng cho em quần dài nha mọi người nhé. Đây cái này lên quần dài cho em 99.000 đồng cho em quần dài, mã số lên là 16 giùm em nhé mọi người nhé. 16 giùm em quần bom gấu này. Size cho bé từ 17 cân đến 45 cân em có size nhé mọi người nhé. Từ 17 cân đến 45 cân em có size. 99.000 chốt cho em quần dài là mã số là 16 này. Đó form to lắm, size được 45 cân mét rưỡi quay lại. Form được 45 cân mét rưỡi quay lại chốt là 16 này mặt sau này. Đó nha, mặt sau 17 cân đến 45 cân là em có size nha các mẹ nhá. 17 cân đến 45 cân là em có size này. Đó chị nói 16 chốt 16 cho em nhá mọi người. Ok mà hết đâu rồi. 16 cho em nhá, 99.000 một quần thôi mọi người, lựa hình ngẫu nhiên cho em thôi nhá, kiểu dáng thì nó giống nhau á. Kiểu dáng chất giống nhau nhá. Có quần bò suông nhá, chị ơi có quần bò suông nhá. Đây 16 này là quần dài nhá các mẹ. 16 này là quần dài cho em nhá. Tặng có 99.000 thôi. Mặc đi học đi chơi này rất là ok mà chất nó mềm lắm. 99.000 đồng cho em, chị nói 16 chốt 16 cho em này. 99.000 từ 17 cân đến 45 cân cho em này. Chất nó mềm lắm. Mặc rất là sướng. 45 cân ở bên ngoài đang bán 250-300 thì em bán tặng 99.000. Đấy, được kiểm tra hàng thoải mái cho em nhá. 99.000 cho em mã số này là 16 đi. À, chia sẻ like để không bị ẩn comment giúp em rồi nhá. Chia sẻ like để không bị ẩn comment giúp em rồi. Có bộ nha, em có bộ nhưng đợi xíu lên quần xong lên bộ cho nhá. Em đang lên quần dỡ rồi. Có quần dài ống suông nhá, có quần dài ống suông, có cả ống ngố, có cả ống suông nhá mọi người. Đấy, chốt con này đã xong rồi, mình lên mã khác này. Mã 16 quần dài nhá. Cái này là mã 16 quần dài cho em này. Với giá có 99.000. Từ 17 cân 1m1 cho đến tận 45 cân 1m5 quay lại. 1m5 là bằng sừ nó em rồi. 69.000 đồng cho em nhá. Em 69.000 đồng cho em, mã số lên cho em là 16 đi. 16 nhá, 69.000 đồng cho em, lựa hình ngẫu nhiên thôi nhá mọi người. Em lựa hình ngẫu nhiên cho em, cái này có tí tí hình thôi, lựa ngẫu nhiên cho em nhá. 69.000 em thấy trai gái đều mang được nhá mọi người, quần này trai gái đều mang được đấy. 69.000 cho em, mã số này là 16 thôi em nhá. 17 cân đến 45 cân tặng 99.000 cho em nhá mọi người. 9 cái đấy thu mày lấy về. 99.000 đồng chốt cho em 16 nhá. 17 cân đến 45 cân cho em nhá. 17 cân đến 45 cân chốt cho em 16. 99.000 đồng cho em, chia sẻ like cho em để không bị comment này.
trực tiếp nha, các chị cứ để lại số điện thoại, mã hàng kèm số điện thoại nhá. Mã hàng kèm số điện thoại là có nhân viên gọi chốt đơn nha các chị. Mã số 1699.000 cho em nha. 17 cân thì 45 con em có size nhá. 17 cân thì 45 con cho em có size, chị lấy 16 chốt 16 cho em nhá. 99.000 đồng. Size to lắm, 17 cân thì tận 45 con mét rưỡi cơ mà. Size to bên ngoài nó bán 250 nha em, bán tặng 99.000 bao chất bao giá cho các mẹ luôn. Chất siêu mềm luôn. Siêu mềm kể như mà lấy nhưng mà thò được tay sang đây để em cho các chị sờ chất luôn. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt cho em 16 nha các mẹ nhá. 16 cho em 99.000 đồng cho em. 19699 17 cân thì 45 con cho em này. Quần dài, cái này là quần dài nhá mọi người nhá. Có cả ống suông đây, ống bom nhá. Ống bom nhá. Đây ống bom rộng. Đó, chị nào lấy 16 chốt 16 cho em 99.000 đồng cho em nha. 17 cân thì 45 cân. 17 cân thì 45 cân, ship toàn quốc là 30.000 nha mọi người nhá. Đơn trên 1 triệu miễn phí ship nhá. Chị Bảo Thư nhá, đơn trên 1 triệu miễn phí ship cho em nhà em, bán rẻ lắm thôi không miễn ship được đâu mọi người. 99.000 các chị mua sỉ còn được giá không, còn không được giá này chứ. 99.000 cho em nhá. 17 cân đến tận 45 cân, 1m1 đến 1m5 cho em ạ. 1m1 đến 1m5 cho em, chốt cho em mã số là 16 nhá. Mã này là 16, quần bom dài 99.000 đồng cho em. 99.000 đồng cho em nha. Đó, 99.000 bao chất bao giá luôn, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nhá. 99.000 chốt cho em là 16 là ok này. Đó rồi lên tiếp cho em quần quần váy nhá. Chị nào lấy 16 chốt 16 cho em nhé mọi người. Đây lên quần váy này, quần váy mặc đi chơi này. Mã số tiếp theo lên quần váy này. Lên quần váy cao cấp cho em này. Quần váy nhá, bên trong của em là một cái quần short bình thường này. Đó, đúng dài cho em này, mặc không hở hang. Bên ngoài thêm một lớp váy cho em này. Lên tiếp mã số quần váy cho em, mã số là 17 này. 17 cho em quần váy cao cấp siêu mềm. Phải gọi là siêu siêu mềm luôn, chất nó mềm. Chị Diệp Chi, Diệp Anh lên lại số điện thoại đi ạ. Diệp Chi, Diệp Anh lên lại số hay sai số điện thoại kìa. Diệp Chi, Diệp Anh lên lại số điện thoại. Rồi mã số 17 cho em với giá C này, 79.000. Hàng trăm tám em tặng 79.000 cho em. Mã số là 17 quần váy nhá. Đây là quần váy nhá mọi người nhá. Mã số lên là 17 cho em đi. Đó, chị nào lấy 17 chốt 17 cho em với giá là 79.000 đồng một quần thôi nhá. 79.000 cho em từ 15 cân đến 42 cân em có size nhá. Quần váy 15 cân đến 42 cân cho em. Đó, lựa hình ngẫu nhiên thôi nhá. Bên trong là quần short bình thường đúng dài, mặc vô tư thoải mái không hề hở hang luôn. Bên ngoài thêm một lớp váy rất là lịch sự và đẹp cho em này. Có 79.000 một cái thôi. Mã này là 17 cho em đi. 79.000 quần váy nhá. Mã số 17 79.000 quần váy cho em, lựa hình ngẫu nhiên dùng em nhá các chị yêu nhá. Chất bao mềm bao giãn luôn. Đấy, cạp lưng thun mềm này. Nó rất là đẹp luôn á. Mã này lên là 17 79.000 quần váy nhá mọi người. Đấy quần váy này. Đó chị nào lấy quần váy chốt cho em mã số này là 17 dùng em nhá. 17 dùng em, 79.000 đồng cho em nhá mọi người. Chốt cho em là 17 đúng rồi. 17 kèm số điện thoại nhá mọi người, lên số điện thoại cho đúng không có sai số nhá. Đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em rồi nha mọi người. Quần váy, cái này là quần váy nhá mọi người, bên trong là một cái quần bình thường ấy. Đây có cái quần bình thường này. Quần short bình thường, bên ngoài là lớp váy cho em rất là đẹp luôn á. Mặc cái này béo phông đẹp lắm. Có 79.000 thôi, 15 cân để 42 cân em có sai nhá. Chia sẻ like để không bị ẩn comment giúp em với mọi người nhá. Đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em với. Mã số này là 17 cho em ạ. 17 hoặc là comment là quần váy cũng được nhá. Comment mã số là 17 hoặc là quần váy kèm số điện thoại cũng được nha. Nguyễn Bảo Thư lên số điện thoại ạ. Nguyễn Bảo Thư lên số điện thoại. Bảo Thư lên số điện thoại. Đấy quần váy 79.000 một cái thôi, 15 cân thì 42 cân em có size nhá mọi người, size to lắm. Từ 15 cân đến 42 cân em có size nhá. Từ 15 cân đến 42 cân. Đỗ Diệu Hiền lên số điện thoại ạ. Bảo Thư và Diệu Hiền lên số điện thoại kìa. Bảo Thư và Diệu Hiền lên số điện thoại đi chị ơi. Còn hết quần rồi mà. Mã số 17 cho em với giá là 79.000 đồng cho em nha. 79.000. Bảo Thư và Diệu Hiền lên số điện thoại cho em. Diệu Hiền lên số điện thoại đi chị. Chắc thế mai bọn kia thi. Có 32 cân chị ơi. Cái này size đến 42 cân cơ mà. 15 cân đến 42 cân cho em, dập cúc đẹp lắm. Từ 15 cân 3 tuổi đến 42 cân 13 tuổi mang vừa cho em. 79.000 cho em, mã số này là 17 nhá. 79.000 đồng cho em nha mọi người nha. Chị nào lấy thì chốt cho em mã số này là 17 nha mọi người. 17 cho em 79.000. Có quần đây, nó là quần trong chứ. Nó là quần trong mà. Đây em gọi là quần váy mà. Em gọi là quần váy thì bên trong phải có quần chứ. Nó là quần váy mà. Bên ngoài thêm một lớp váy mà. Đây nó là quần váy nha mọi người. Nó là một cái shop bình thường nhưng bên ngoài thêm một lớp váy. Đẹp lắm. Cái này mặc đẹp cực kỳ luôn á. Em cũng thích mặc mấy cái dạng này này. Nó mà gọn chân ấy. Có 79.000 cái, bên ngoài bán size to 180, 200 đấy. Nhà em
đồng giá từ 15 cân đến 42 cân cho em giá 79.000 thôi nhá. 15 cân đến tận 42 cân 79.000. Mã số là 17 giúp em, hoặc là comment là quần váy kèm số điện thoại cũng được nha các chị nhá. Đó, quần váy 79.000, mã số là 17 cho em nha mọi người. Chị nào lấy 17 cho 17 cho em là ok, có đơn nhá, đợi xíu đang lên quần em lên bán cho. 17 quần váy nhá, 79.000 đồng cho em, 79.000 đây mặt sau. Mặt sau nó là quần mà. Mặt sau nó là quần bình thường. Đó, chị nào lấy 17 cho 17, 79.000 đồng cho em nhá. 79.000 đồng cho em thôi, 17 cho em nha. 15 cân đến 42 cân em có sai. Mã số 17, 15 cân đến 42 cân, 3 đến 7 tuổi mà, 3 đến 13 tuổi. 3 đến 13 tuổi mang vừa cho em. Không lựa kiểu đâu các chị nhá, không lựa kiểu cho em nhá mọi người nhá. 79.000 không lựa kiểu giùm em nhá mọi người ơi, bao giá bao chất rồi mọi người ơi, vì cái này bên ngoài các chị mua cũng không được 79.000, lấy buồn không có giá này, đừng có nói là nhập buôn à, nhà buôn lẻ. 79.000 không lựa kiểu đâu nhá, đồng ý thì đi đâu cho em nhá. 79.000 cho em mã số là 17 giùm em là ok. Quần váy này. Rồi tiếp cho em quần suông ngố này. Lên quần suông ngố này. Quần suông nhá, lên quần suông này, suông ống rộng này nhưng mà dáng ngố nhá. Quần suông ngố cho em này, mã số tiếp theo này. Mã hàng tiếp theo quần suông ngố cho em này. Mã số cho em là 18. Mã số cho em là 18 này. Em có size từ 15 cân đến 50 cân em có size. 15 cân đến 50, 52 cân em có size quần suông ngố nhá, mặc tới ngố cho em. 15 cân đến 40 cân em có size nhá. 15 cân đến 40 cân em có size suông ngố dùm em này. Đó, chị nào lấy suông ngố chốt cho em suông ngố là mã số này là 18 cho em với giá là 79.000 một quần luôn suông ngố này. Đó, 79.000 cho em quần suông ngố dùm em nhá mọi người nhá. Chất đẹp lắm mọi người, chất rất là đẹp luôn, co giãn đủ chiều này. Quần suông ngố này nó mềm ơi là mềm luôn này. Đó, chất cực kỳ thích luôn, suông ngố dùm em này. Đó, nó mềm co giãn đủ chiều, ống rộng nhá. Cái này từ 15 cân đến 45 cân em có size này. Đó, chị nào lấy 18 chốt cho em 18, 79.000 một quần thôi nhá. 79.000 quần suông ngố cho em nhá, suông ống rộng dáng ngố này. 79.000 cho em lựa hình ngẫu nhiên thôi nhá mọi người nhá. Đó, rất là đẹp luôn, suông ngố mặc với ngố nhá, cạp lưng thun mềm. Cạp lưng thun mềm cho em, chốt cho em mã số này là 17 cho em. 17 kèm số điện thoại cho em mà có đơn. 18 cho em suông ngố là 18 cho em 79.000 nhá mọi người. Suông ngố là 18, 79.000 cho em. 18 nhá mọi người nhá. Cái này là 18 cho em nhá. Quần ngố này 79.000 một quần thôi nhá. Bán tương tác 79.000 đồng cho em này. Size 15 cân đến 45 cân em có size nhá. 18 kèm số điện thoại cho em đi. 18 nhá các chị ơi, mã hàng 18 không phải 19 đâu, 18 nhá. Mã số 18 suông ngố này mặc tới gối nhá. Quần này là suông ngố mặc tới gối cho em 79.000 cho em nhá. 79.000 một quần cho em. 15 cân đến 45 cân em có size mã số là 18 cho em. Chị nào lấy 18 chốt 18 cho em là ok, có đơn suông ngố này, size to lắm, size 45 cân. 45 cân phải 1,5 m quay lại nhá. 45 cân 1,5 m quay lại cho em. Từ 90 phân đến 1,5 m mang vừa quần này mã số là 18 nhá mọi người. 18 suông ngố cho em 79.000 thôi nhá. Suông ngố nhá, cái này là suông ngố cho em nhá. Yến Nguyễn muốn sỉ à? Cái này giá sỉ thì inbox nhá. Giá sỉ thì inbox nhá. Quần dài có nhá chị, quần dài em có nhá. Rồi chị nào lấy 18 chốt 18 cho em suông ngố nhá. Đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em suông ngố này. Cái này em vừa lấy trong túi ra là một nếp gấp này. Nó đẹp lắm. Chất mềm co giãn bao dày bao đẹp cho các chị luôn này. Đứng dáng rất là đẹp luôn. Mà 79.000 một quần thôi, suông ống rộng nhá. Mặc tới gối cho em hoặc qua gối một xíu tùy chiều cao của con. 15 cân đến 45 cân em có size nhá. Từ 15 cân đến 45 cân. Chốt cho em mã số là 18, 79.000. Cạp lưng thun mềm này, chất bò giấy đẹp lắm mọi người. Cái mặt sau có túi này. Có túi đàng hoàng luôn nhá mọi người nhá. Đó, chị nào lấy chốt cho em 18 có 79.000 một quần thôi nhá. 15 cân đến 45 cân bao chất bao giá cho em nhá mọi người. Bao chất bao giá cho em. 18. Mã số 18 79.000. 18 cho em 79.000 thôi nhá. Ai bán cái quần này 79.000 không biết. Hôm qua đặt gọi này gọi cho đơn chưa chị ơi, để ý điện thoại đấy, chị đang gọi cho đơn đấy chị nhá. Misu lên số điện thoại ạ. Misu lên số điện thoại nào. Đang gọi cho đơn đấy chị Thị Ngọc nhá. Misu lên số điện thoại. Rồi chị nào lấy 18 là chốt cho em 18 nhá. 79.000 đồng cho em quần suông ngố nhá. Suông ngố ống rộng nhá. Suông ngố ống rộng mặc tới gối cho em nhá mọi người nhá. Từ 15 cân đến 45 cân em có size 79.000 một quần thôi nha. 79.000 chốt cho em là 18 là ok. Đúng, chốt cho em 18 là ok, có 79.000 thôi. Trời ơi, không mua phí lắm các chị ơi. Bao kiểm hàng thoải mái, đi đơn phải từ 2 sản phẩm trở lên mới gọi chốt đơn nhá.
Chị nào lấy 18 trong 18 cho em 79 nghìn một quần thôi nhá. Xuống bố đi. Đó, đẹp ơi là đẹp luôn á. Đó là đẹp luôn nhá. Ôi chắc nó mềm mà mặc sướng đấy. Nó sướng lắm, mặc như không mặc luôn đấy. Mùa hè thì mặc cái suông suông rộng như thế này cho nó đẹp. Với lại cái mốt năm nay suông rộng đang bán chạy lắm. Năm nay cái suông rộng này bán đang hot hit lắm. 79 nghìn thôi nhá mọi người. Chị lấy 18 trong 18 cho em 79 nghìn đồng nhá. Phạm Trường lên số điện thoại. Misu lên số điện thoại. Misu lên số điện thoại. Đợi xíu lên xuông quần dài nhá. Đợi xíu có cả xuông dài. Đây là xuông gối nhá mọi người. Mặc với gối hoặc qua gối nhá. Đây là xuông gối 79.000 cho em. Mã số lên là 18 cho em 79.000. 15 cân đến 45 cân em có sai nhá các mẹ nhá. Không lựa hình đâu nhá. Có một xíu cái hình này lựa ngẫu nhiên cho em thôi nhá. Hình ngẫu nhiên cho em 79.000 một quần. Xuông gối này cạp lưng thu mà. Chị Hằng Hà lên số điện thoại. Misu và Hằng Hà lên số điện thoại. Misu và Hằng Hà lên số điện thoại kìa. Đó chị nào lấy 18 chốt cho em 18 là ok 79 nghìn cho em nhá. Hằng Hà lên số điện thoại. Misu có ở đây thì lên số điện thoại đi nhá. Mã số kèm số điện thoại kèm cân nặng trên một dòng cho em theo cú pháp em ghi bên dưới nhá. Bé trai bao nhiêu cân chị? Bé trai bao nhiêu cân? Quần dài bo gấu lên rồi mà. Ok nhá, chị nào lấy 18 chốt 18 xuông dài cho em nhá. Các chị nhắc quần xuông dài cho em giá là 79 nghìn. À xuông ngố chứ. Xuông ngố, mã số 18 xuông ngố nhá. Xuông ngố dùm em. 15 cân đến 45 cân 79 nghìn này. 15 cân đến 45 cân 79 nghìn cho em mã số lên là 18 đi. Nhá chị nói 18 chốt 18 cho em xuông ngố nha mọi người. Quần xuông ngố cho em nhá. Không lựa kiểu đâu các chị nhá. Lựa kiểu ngẫu nhiên cho em rồi nha mọi người. Không lựa kiểu nha. Lựa kiểu ngẫu nhiên giúp em. Chị nói 18 chốt 18 cho em là ok có đơn. 18 79 nghìn thôi nhá. Đó 79 nghìn chốt cho em 18 nha mọi người nhá. 18 nhá, 79 nghìn, 15 cân đến 5 đến 45 cân. 15 cân đến 45 cân cho em mã số là 18 đấy. 79 nghìn cho em. Rồi có quần quần bông gấu là mã số 17 rồi đúng không? Lên tiếp xuông dài này. Em quần xuông dài này, à yếm này nhá. Lên yếm này, tặng yếm này. Đây em có yếm, hôm nay có yếm rồi này. Hôm nay có yếm, lên yếm này, tặng yếm này. Mã số tiếp lên cho em mã số là 19 này. Yếm nhá. Yếm cao cấp cho em mã số là 19 này. Em có size 17 cân đến 40 cân. Em có size 17 cân đến 40 cân cho em yếm cao cấp. Bán tặng 99 nghìn đồng luôn. Một mình yếm thôi, không có áo đâu nhá. Một mình yếm, các chị áo thì về tự phối áo cho em này. Áo gì cũng được. Rồi lên yếm cho em mã số này lên là 19 đi. 99 nghìn luôn. Yếm cao cấp cho em rất là mềm cho em nhá. Có quần như vậy dài, có quần xuông dài. Chị ơi em có xuông dài được em xíu lên cho. Đợi xíu quên đi lại lên mất yếm rồi. Rồi lên yếm cho em nha. Yếm này, yếm cho em nhé mọi người nhá. Yếm bò này rất là mềm luôn ấy, siêu mềm cho em. Size cho bé là từ 17 cân đến 40 cân cho em. 99 nghìn một cái thôi nhá mọi người. 99 nghìn một cái yếm cho em nhá. 99 nghìn đồng cho em. 19 nhá. Mã số 19 yếm. Cái này là bán mình yếm nó không có áo đó mọi người nhá. Em bán một mình yếm nó không có áo đâu nhá. Chị nào yếm cho yếm cho em là ok mọi người nhá. Rồi chị nào lấy 19 chốt 19 cho em nhá mọi người. 19 chốt 19 cho em nhá. Yếm cho em nhá mọi người nhá. Yếm 99 nghìn đồng cho em nhá. Yếm 99 nghìn. Size cho bé là từ 15 cân đến 17 cân đến 40 cân. Em có size yếm nhá. Yếm 99 nghìn ạ. Yếm 99 nghìn đồng cho em nhá mọi người. Yếm 99 nghìn bán một mình yếm này. Áo không có đâu mọi người nhá. Áo không có đâu nhá. Em bán một mình cái yếm thôi nhá mọi người ơi. Mình yếm thôi nhá. 99 nghìn đồng cho em mã số 19. Yếm này 17 cân đến 40 cân nhá. 17 cân từ 5 tuổi đến 40 cân thì phải tầm 1m45 quay lại nhá. Từ 1m1 đến 1m45 quay lại cho em yếm này. 99 nghìn một cái thôi. Chất mềm lắm. Bò giấy mềm nhá mọi người. Có chân váy. Không có chân váy. Em chỉ có quần thôi. Yếm kèm số điện thoại đi. Hoặc là 19 kèm số điện thoại cho em nhá. 99 nghìn một cái này. 99 nghìn một cái yếm đẹp quá. Yếm này mặc đẹp cực luôn á. Mặc đi du lịch hay đi học đẹp. Cái này các chị mặc đi du lịch cho con nó đi chơi ở nhà mặc đó, đẹp lắm. Rồi chị nào lấy yếm cho yếm kèm số điện thoại nhá. 99 nghìn thôi nhá. 99 nghìn đồng cho em yếm này. Đó nhá. Yếm kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người. 19 yếm nhá. Chị nào lấy yếm cho yếm cho em nhá mọi người nhá. 19 nhá. À số tiếp cho em là số 20 quần suông dài đây. Quần suông dài này, mã số tiếp này, mã số 20 cho em này. Mã số tiếp theo cho em mã số là 20 cho em này. 20 quần suông dài nhá, mã số 20 cho em quần suông dài này.
Em có size 17 cân đến 45 cân, em có size quần suông dài 17 cân đến 45 cân cho em suông dài này, mã số lên là 20 cho em này. Đó, mã số 20 quần suông dài nhá. À, tri ân 109.000. Tri ân 109.000, 17 cân đến 45 cân em có size suông dài mã số 20 109.000. Mã suông dài 109.000, 17 cân đến 45 cân em có size quần suông dài cho em này. Đó, rất là đẹp luôn. 17 cân 1m1 này đến 45 cân 1m rưỡi, quay về mang vừa cho em 109.000 đồng một quần suông dài cho em nhé. Mã số cho em là 20 đi. Suông dài nha. Suông dài 109.000 cho em. Suông dài mã số là 20, 109.000 đồng cho em nha các mẹ nhé. 17 cân đến 45 cân form rất là to luôn. Từ 1m1 đến 1m rưỡi mang vừa. Cạp lưng thun mềm cho em, chất siêu mềm luôn ạ. Chất nó mềm lắm mọi người, mặc mà như không mặc luôn. Quần nha em mặc rất là dễ chịu, thấm mồ hôi nhá. Chất liệu là zin cốt tông cho em nên các chị yên tâm mặc co giãn rất là thích luôn. Đấy, tất cả cạp đều là lưng thun mềm cho em này. Mã số cho em là 20 nhá, suông dài. Thế là suông dài mã số 20 cho em 109.000 thôi nhá. 109.000 cho em suông dài này, mã số 20 đi. Cho em mã này là 20. 20 109.000 đồng cho em nhá. Đổi được chứ, hỗ trợ đổi size thoải mái nhá. Mọi người được kiểm tra hàng thoải mái cho em. À, không vừa, ví dụ như các chị không kiểm tra hàng không vừa thì vẫn gửi lại em đổi được mà. Hỗ trợ đổi size cho khách nha mọi người. Rồi cái này lên mã số là 20 nhá. 20 Huỳnh Lan comment mã số 20 cho em này. 20 kèm số điện thoại này. Đó, chị nào lấy 20 chốt 20 suông dài. Có 109.000 thôi, bên ngoài đang bán 250-300.000. Nhà em tặng 109.000. Chốt em mã số này là 20 dùm em là ok, có đơn này. Đó, mã số 20 nhá. 109.000 một quần thôi ạ. À, nhớ đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em rồi nhá. 20 suông dài 109.000. 17 cân thì 45 cân. 17 cân là từ 1m4 tuổi ấy, 1m1 cho em đến tầm 1m5 mang vừa quần này. Nhá, mặc với mắt cá chân thì nó gọn gàng lắm, đừng có mặc dài quá. Chị nào lấy 20 chốt 20 cho em nhá, 109.000. Lắm hoa nhí đằng sau ok được em xíu này. Ok nhá, chị nào lấy 20 chốt 20 nhá mọi người. Mã số 20 cho em 109.000 đồng cho em nha. 109.000 cho em 20 giúp em này. Đó, chị nào lấy 20 chốt 20 cho em 109.000. 109.000 đồng cho em. Đẹp nhờ, trời ơi nó đẹp lắm các chị ơi, mà nó còn mềm nữa chứ. Hàng tàu ấy, hàng tàu ấy mọi người. Hàng 250-300 nhà em tặng 109.000. Bao chất bao giá luôn. Bán so với thị trường bán bằng 1/3 giá luôn ấy. Băng ghi em có quần bom ấy, quần bom băng ghi. Ok, chị nào lấy 20 chốt 20 cho em nhé, 109.000 đồng cho em nhé. 17 cân đến 45 cân em có size mã số 20 suông dài. Mã số 20 suông dài cho em, 45 cân quay lại thôi. À, nếu như 48 cân thì tầm 1m rưỡi quay lại thôi chị nhé. 48 cân thì cũng tầm 1m rưỡi quay lại thôi. Không, bé trai size bao nhiêu cân chị? Rồi ok nhé, chị nào lấy 20 chốt 20 cho em nhé mọi người nhé. Mã số 20 109.000 suông dài này. Đó, suông dài 109.000 nha mọi người, suông dài mã số 20 nhá. 20 giúp em. Đây cái váy hoa này là mã số bao nhiêu đây em? Đây váy hoa đây, váy hoa em lên, đây em lên cho váy hoa này. 09 á. Rồi váy hoa này là mã số 09 cho em này, váy hoa này đẹp lắm. Mã này lên là 09 váy hoa này. Size 15 cân đến 35 cân em có size 89.000 đồng cho em váy hoa mã số là 09 nhá. Chất liệu của em là cowboy mềm cho em nhé mọi người. Mã này lên là 09 cho em váy hoa này, giá baby doll rất đẹp luôn, tay bồng. Mã số 09 cho em 89.000 một váy thôi nhá. 89.000 màu hoa xanh này. Mã số 09 cho em màu hồng nhí này. Cái này là hoa hồng nhí này. Nó rất là đẹp luôn. Mã số 09 cho em màu vàng bông to này. 89.000 cái, 15 cân đến 35 cân. Đó, màu vàng hoa nhí này. Đây là vàng hoa nhí này. Vàng bông to này, đây là bông to này. Màu hồng và màu xanh. Rồi cho em mã này lên là 09 nhá, 89.000 một váy thôi nhá. 89.000, 15 cân đến 35 cân em có size là 4 đến 9 tuổi mang vừa cho em nhá. 4 đến 9 tuổi cho em này. Vàng nhí và bông to màu hồng này. Và màu xanh cho em nhá, là baby doll rất là đẹp luôn. Cái này hoa ngoài còn đẹp hơn á. Hoa ngoài đẹp lắm. Chị nào lấy 09 chốt 09 cho em nhá. Mã số này là 09 cho em với giá là 89.000 09 này. Chất thô boy mềm không nhăn không nhầu. 09 cho em nhá mọi người. Đây hoa xanh này, hoa hồng này. Vàng bông to này. Đấy vàng bông to này. Và vàng bông nhí cho em nhá. Vàng bông nhí cho em mã số 09 này, 89.000 cho em nha. 89.000 chị nào lấy 09 chốt 09 cho em nhá mọi người.
89.000 một váy thôi, chất thô boy bề cao cấp cho em rất là xinh luôn. Đó, chị nào đấy không chính chốt không chính kèm số thoại kèm màu và kèm cân nặng trên một vòng cho em. Nha các chị yêu nhắc để được chốt đơn cho em nhé. Cái cổ bèo tay bồng cho em rất là xinh ạ. Thô boy mềm không nhăn không nhầu cho em. Cái này đây là 09 giúp em nhé. 09. Mã hàng 09, 89.000. 15 cân đến 35 cân, đây là vàng bông nhí này. Vàng bông to này. Đây là vàng bông to này. Đây cổ ren bèo rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đây là bông to này. Mã số 19 cho em màu hồng này. À 09 nhé, 09 màu hồng này. Đó, 89.000. 09 cho em màu xanh này. 89.000 cho em mã hàng là 09 cho em nha. 09, 89.000, 15 cân đến 35 cân em có size nhé. Ship toàn quốc 30.000 chỉ Lữ Giang nhé, không miễn ship nha. Đơn trên 1 triệu mới miễn ship. Lữ Giang nhé, tôi ok nhé. Đầm 39 cân thì em không có rồi. Ok, chị nào đấy 09 chốt 09 cho em nhé mọi người. Mã hàng là 09 cho em nhá, 89.000 thôi nhá. 15 cân đến 35 cân, 89.000 cho em. Đó, váy hồng này là mã số 10 đúng không? Mã số 7. Rồi, cái váy hồng này là mã số 07 cho em này. Váy 2 dây hồng này mã số 07, 17 cân đến 37 cân cho em. Váy 2 dây hồng này 99.000 này. Váy hồng này cho em mã số là 07, 99.000 đồng cho em nhá. Nguyễn Duyên cộng 100.000. Rồi cái này lên cho em 07 này. Mã này lên cho em là 07 cho em nhá, 99.000. Mã này lên là 07 cho em màu xanh này, màu hồng này và màu trắng cho em. 07, 17 cân đến 37 cân, 99.000, 07 này. Đây cái này lên 2 dây nơ nhá mọi người nhá. 2 dây nơ cho em, mã này lên là 07 cho em này. Đó, cái này chốt là 07 cho em, 99.000. Chất sốt mềm không nhăn. Sốt mềm không nhăn cho em, 07 màu trắng này, 07 cho em màu hồng này, 07 cho em màu xanh ngọc này, 99.000. Từ 17 cân đến 37 cân em có size nhá. Từ 17 cân đến 37 cân chốt cho em 07 là ok nhá mọi người nhá. Chốt cho em 07 là ok, chất số mềm đẹp lắm. 99.000 cho em nhá. 99.000 đồng cho em mã số lên là 07 cho em đi. Chị Thùy Sương lên số điện thoại ạ. Thùy Sương lên số thoại kìa. Thùy Sương lên số thoại kìa. Ok này, lên tiếp cho em cái quần suông đen này hết chưa? Rồi lên suông đen này còn một ít sale luôn, còn tầm 20 cái suông đen màu đen nhưng mà size to này, suông ngố nhá. Lên suông ngố màu đen này em có bị lệch màu mất 30 cái. Đi tham 27 con em hết rồi ạ. Mã này lên cho em này, suông ngố màu đen này. Size 30 cân đến 50 cân. 35 cân đến 50 cân cho em suông ngố đen này. 35 cân đến 50 cân suông ngố đen tặng cho em này. 59.000 cái cho hết đi. 59.000 cho em xuống ngố đen, mã số là 27 đó. Mã số 21 cho em này. Em lên cho em con này mã số là 21 cho em, 59.000 nha. Xuông đen, xuông ngố màu đen nhá. Buôn gửi về lệch màu, mất 20 cái màu đen em tặng 59.000 luôn. Mã số cho em là 21 đi nhá. Cho em con này là 21 cho em là ok này. 21, 59.000 nha. Mã số 21, 59.000 cho em. 21 59.000 đồng cho em nhé. Chị nào ấy 21 chốt 21 cho em nhé mọi người. 21 suông ngố màu đen nhé, có mình màu đen thôi. 59.000 đồng cho em nhé. Nhắn lên đi Nguyễn Duyên cọc đi, không chị quên đó. Ok nhé, chị nào ấy 21 chốt 21 cho em. 59.000 size 35 cân đến 50 cân em có size nhé. 35 cân đến 50 cân em có size nhá. Chị nào lấy 21 chốt 21 cho em này. Đó, mã số đây là 21 cho em, 59.000. 35 cân đến 50 cân em có size nha mọi người. 35 cân đến 50 cân, cái này em có mình màu đen em tặng luôn 59.000, có 20 cái thôi nhá. 20 cái cho em. Đó, chị nào lấy 21 chốt 21 cho em xuống đen, mã số 21 nha mọi người. Đó, chị nào lấy 21 chốt 21 nha. 59.000. Đây mã 09 này, hoa nhí đây nhá chị ơi. 09 đây nhá. Hoa nhí 09 đây nhá. Rồi ok nhá, cái này lên cho em mã số 2009 đây này, 09 đây này. Cái này lên là 09 xanh này, 09 màu hồng này. Và 09 màu hồng, 09 cho em, 89.000 chị nào chưa đặt thì comment. 09 xanh hồng vàng cho em nhá mọi người. 15 cân đến 35 cân hoa nhí 09 này, máy này đẹp lắm. 89.000 cái, 09, 89.000 đồng cho em nhá.
89.000 đồng cho em, chị nói 09 chốt 09 cho em nha. Có 89.000 đồng cho em. 89.000 nha, 09 này, 89.000 cho em nha. 15 cân đến 35 cân cho em, màu hồng, màu vàng và màu đây màu hồng này, màu xanh này, màu vàng to này và vàng bông nhí này, 89.000 đồng cho em. 89.000 mã số 09 nhá. Chị nào chưa đặt thì hãy comment. 15 cân đến 35 cân em có size 09 đây nhá. Có 15 cân đến 35 cân cho em 09, 89.000 này. Đây, cái này em tặng cho chị này. Cái này còn ít hơn sale này. 15 cân đến 5, à đến 3, 25 cân này. Mã này lên là 04 này, 49.000 luôn này. Đây, cái này lên 04, 49.000, 15 cân đến 25 cân cho em 04, 49.000, còn 10 cái sale 04 này. Nhá, chốt cho em con này 04, 49.000 đồng cho em đi. Mã này lên là 04 cho em 49.000 đồng cho em, không lựa màu nhá. 49.000 bán dưới 50.000 là em không lựa màu đâu nhá. 15 cân đến 25 cân chốt cho em con này 04, 49.000 cho em không lựa màu nhá. Chia sẻ like để được chốt sale này. 15 cân đến 25 thì tầm 4 đến 7 tuổi cho em 04 nhá. Tầm đi tiệc có bộ, có cái gì nhỉ? Có bài công chúa. Cái gì nhỉ? Chị Lan Anh nhắn cái gì nữa lắm, chị chẳng đọc được em ạ. À, trong ơi, cái điện thoại của mày tao không đọc được chữ luôn á. Ok nhá, 15 cân đến 25 cân cho em mã số này lên là 04 này, 49.000 cho em nha. 49.000 04 cho em nhá, 49.000 15 cân đến 25 cân cho em. Bốn cái 9.000 chốt cho em 04 là ok nhá mọi người. Đó, chốt cho em 04 váy sọc của lá nhá. 15 cân đến 15 cân đến 25 cân cho em 04, 49.000 cho em nhá. Các chị ơi nhớ đi đơn mà nhiều sản phẩm trở lên giúp em với nhá mọi người. Đi đơn trên 100.000 đồng cho em nhá. Không muốn bốn chị ơi. Đây cái này cũng sale tiếp này. Mã tiếp này 27 hay 22 à? Mã 22. 22 này, đọc sao đi. Nhà em không, nhà em không gửi hình đâu chị ơi, chị lên like xem trực tiếp giúp em với. Em like. Đó, cân nặng. Bao nhiêu? Rồi cái này lên tiếp mã số này. Mã số tiếp theo là số 22 cho em này. Size 17 cân đến 27 cân cho em mã số 22 này. Tặng luôn này, 69.000 một cái này. Mã số 22 69.000 hết rồi này. Cái này lên mã số 22 69.000 cho em. Hoa Trần lên lại số điện thoại đi sai rồi. Hoa Trần lên lại số điện thoại sai số này. Hoa Trần lên lại số sai số nhá. Em không có đồ bé trai rồi ạ. Rồi cái này lên cho em này. Mã này Hoa Trần lên lại số đi, chỗ thiếu số kìa. Mã này lên cho em mã số 22 69.000, 17 cân đến 27 cân em có size nhá. 17 cân đến 27 cân cho em này. Mã số lên là 22 cho em này. 7 tuổi quay về mang vừa, 78 tuổi cho em này. 78 tuổi quay về mang vừa cho em mã số lên là 22 đi. Cho em con này mã số 22 79.000 nha. À 69.000, 69.000 mã số 22 nhá mọi người. Cổ vuông bèo rất là đẹp luôn này. Chất đuổi tơ cho em rất là mềm mịn tay bồng nhá. Chị nào lấy 22 chốt 22 79.000. À 69.000, 69.000. 17 cân đến 27 cân em có size nhá. 69.000 một cái cho em ở có dây thắt eo này. 69.000 cho em. 17 cân đến 27 cân cho em 4 đến 8 tuổi mang vừa cho em nhá. 4 đến 8 tuổi cho em mã số 22 đi. 22 nhá. 22 cho em này. Mã số cho em số thoại đi. Hoa Nguyễn lên lại số đi chị. Thấy chị Hương Võ. Thấy chị Hương Võ. Hoa Nguyễn lên lại số đi chị ơi. À Hoa Trần rồi, ok này. Okay. Lan Thúy có rồi chị ơi, không phải bình luận nữa đâu. Lan Thúy có rồi. Lan Thúy có rồi nha chị. Rồi chị nào lấy chốt cho em mã này lên là mã số 22, 69.000 nhá. 17 cân đến 27 cân em có size váy màu đỏ này, hoa đỏ này có một màu thôi. Mã số 22, 22 giúp em nhá. Mã số 22, 79.000 cho em. Đó, chị nào lấy 22 chốt 22 cho em 69.000 chứ xin lỗi mọi người, nó nhầm hôm qua bán 79.000. Ok, 69.000 cho em nhá. 22, 69.000 cho em. Mã số 22 đi. Số tiếp theo này, mã số tiếp theo này. Áo giấu quần này. Lên áo giấu quần cho em này. Đây, áo giấu quần mã số 23 này. Áo giấu quần nhá. Mã số 23 cho em này, size 15 cân đến 30 cân cho em form áo giấu quần này. 69.000 cho em này. Mã số lên là 23 cho em, cốt tông tàu rất là dễ thương luôn. Cái này lên cho em mã số 23 đi, 69.000 cho em này. 69.000 mã số 23 này. Thấy Vũ Liên nhá, các chị có lên đúng mã số kèm số điện thoại. Chị có cái gì? Có rồi, Hương Võ có 09 rồi nha. Hương Võ có rồi, các chị không cần em đọc chốt đơn đâu mọi người. Cứ lên đúng mã số kèm số điện thoại đi, nhân viên đang in đơn rồi mà. Nhá, cái này lên cho em mã số 23.
giấu quần cho em này. Áo giấu quần cho em nhá. 69.000 15 cân đến 30 cân em có size nhá. 69.000 cho em mã số 23 đi. 23 chất liệu có tông tàu cho em rất là đẹp và mịn nha mọi người. Áo này đẹp lắm. Đây là mặc áo giấu quần dáng dài ấy. Chỉ là lấy 23 chốt cho em 23 là ok nhá mọi người nhá. Mã số cho em là 23 69.000 đồng cho em. 15 cân đến 30 cân em có size nhá. 15 đến 30 cân em có size 69.000 là số 23 cho em. Rồi tiếp này, mã số tiếp này quần ngố là mã bao nhiêu em ơi?
to bán cho em. Mã này lên cho em là 14 dùng em này. Quần ngố nhá, mặc đi chơi hay đi học thì rất là ok luôn. 69.000 thôi ạ, bao rẻ bao đẹp luôn. Thấm hút mồ hôi và chắc nó rất là mềm này. Co giãn này mà rất là thích luôn. Chị nào lấy 14 chốt 14 cho em 69.000 này. Đó, chị nào lấy 14 chốt 14 cho em 69.000 đồng cho em nhé mọi người. 69.000 chốt cho em ạ, số này là 14 cho em đi. Quần ngố nhá, cứ comment đúng mã số kèm số điện thoại cho em là được. Quần ngố 69.000 cho em mã số 14 này. Đó, chị nào lấy 14 chốt 14 cho em ngố nhá, mặc tới gối nha. Mặc tới gối thôi nhá mọi người, không phải 90 phân đâu, mặc tới gối cho em nhá. 69.000 15 cân đến 30 32 con em có sai. Mã số cho em là 14 đi. 14 giúp em nhá, 69.000 đồng cho em nhá mọi người. 69.000 cho em, chị nào lấy 14 chốt 14 cho em là được. Chị nào lấy 14 chốt 14 cho em 69.000 đồng cho em 15 cân đến 30 32 con em có sai nhá mọi người. Quần ngố cạp lưng thun mềm này. Đó, chắc rất là đẹp luôn, ở sau có túi đàng hoàng luôn. 14 69.000 thôi nhá. Mã số 14 cho em kèm số điện thoại này. 14 kèm số điện thoại cho em 69.000 đồng cho em. Ở chốt cho em 14 là ok, 69.000 cho em nhá. Có quần váy nhá. Có quần váy đầm 45 con em không có rồi. Đầm 45 con em không có rồi. Rồi chị nào lấy 14 trước 14 đi mọi người nhá. 69.000 cho em thôi nhá. 69.000 15 con đến 30 32 con em có sai có 69.000 cái rẻ đâu rẻ luôn ạ. 69.000 cho em mã số 14 này. Các chị nào lấy 14 trước 14, 69.000 quần ngố cho em 15 cân đến 30, 32 cân em có size 69.000 cho em nè. Chắc đẹp vô đối luôn này, nó mềm lắm, mặc tới gối hoặc qua gối một xíu thôi, tùy chiều cao của con nhà mình. Dáng ngố cho em mặc ôm nhé mọi người nhá. Chị Nguyễn Kim Đào lên số điện thoại đi chị ơi. Nguyễn Kim Đào lên số điện thoại này. Nguyễn Kim Đào lên số điện thoại. Rồi chị nào lấy 14 trước 14 cho em nhá, 69.000 cho em này. Còn quần váy nha em, còn quần váy nhá. Đợi xíu lên quần váy luôn. Đó, chị nào lấy 14 trước 14 quần ngố cho em 69.000 cho em 14 này. Đó, mã số 14 cho em nhá, 69.000. Váy 24 cân thì ở đây có hết luôn ạ, 24 cân đều có. Rồi tiếp lên cho em quần sóc đùi này. Quần sóc đùi mã số 15 đúng không? Rồi lên quần sóc đùi cho em này. Quần sóc đùi nhá mọi người, quần sóc đùi cho bé này siêu mềm và siêu co giãn luôn. Cái chất nó đẹp lắm luôn mà bán bằng bát phở luôn này. Mã số 15 này, size từ 15 cân đến 45 cân em có size. Mã số 15 cho em 69.000. 69.000 đồng một quần cho em. Mã này lên là 15 quần sóc đùi cho bé nhá. Từ 15 cân đến 45 cân form cực đại luôn ạ. Mã này lên là 15 đi, váy trẻ vai nhá. Váy trẻ vai, váy trẻ vai thì cái hai dây trẻ vai đấy chị. Mã này lên cho em là 15 giúp em nhá. Chị nào lấy 15 chốt 15, 69.000 cho em này. Mã này lên là 15 giùm em đi. Từ 15 cân đến 45 cân em có size quần sóc đùi cho bé nhé. Quần sóc đùi cho bé siêu mềm siêu co giãn luôn. Đó, siêu mềm siêu co giãn luôn cho em 69.000 một quần thôi nha. 69.000 quần sóc đùi nhá mọi người. Sóc đùi cho bé không lựa hình không lựa kiểu nhá. Không lựa hình không lựa kiểu cho em 69.000 đồng cho em. 69.000 chốt cho em mã số này là 15 sóc đùi đi. Chốt cho em mã số này là 15 sóc đùi cho em. Nó đẹp lắm. 69.000 đồng cho em nhá. 69.000 chốt cho em mã số là 15 cho em nhé mọi người. 15 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn 69.000 cho em nhá. Đó, chị nói 15 chút nhỉ. 69.000 cho em mã số này là 15 cùng em nhá mọi người. Mã số 15 nhá mọi người nhá. Chốt cho em con này mã số 15 xong đùi lựa hình ngẫu nhiên thôi nhá. Có một xíu hình thôi các chị lựa ngẫu nhiên cho em rồi nhá. 69.000 này. Đó, mã này lên cho em là 15 dùm em, nó rất là mềm luôn. Từ 15 cân đến 35 cân đến 45 cân chứ. 15 cân đến 45 cân em có size quần sóc đùi 69.000. Hàng thông dụng nên là các con rất là thích mặc quần sóc đùi cho em. Nó mềm lắm, nó rất là mềm luôn, bao co giãn cho em nhá. 69.000. Mã số lên là 15 cho em đi. Mã số lên là 15 cho em, 69.000 đồng cho em nhá mọi người. Đúng rồi, cứ lên luôn là mã số 15 kèm số điện thoại và kèm cân nặng cho em là ok, có đơn nhá các chị. 69.000 cho em đi đơn hai sản phẩm để được gọi chốt đơn nhá mọi người ơi. Dây vàng sau là 109.000 ạ. Váy dây sau là mã số 10 109.000 nhá chị. Rồi quần sóc là mã số 15 cho em 69.000, không lượng hình động nổi tí rồi phải mày. Rồi quần sóc đùi là mã số 15 69.000 cho em nhá. 15 cân đến 45 cân em có đủ size. Từ 15 cân đến 45 cân em có đủ size mã số 15 này. 69.000 một quần thôi nhá mọi người. Đẹp lắm. Bao chất đa giá luôn, kiểm tra hàng thoải mái, nhớ là đi đơn hai sản phẩm để được gọi chốt đơn nha. Đó, mã số cứ lên đúng 15 kèm số điện thoại kèm cân nặng trên một dòng cho em là có đơn nhá mọi người. Đấy, không cần đọc chốt đâu mọi người, 69.000 đồng cho em. Rất là đẹp luôn, 69.000 cho em. Chỉ là lấy 15 chốt 15 cho em là ok. Nha mọi người, nhắc chốt mã số 15 cho em là ok,
69.000 thôi nha. Đẹp nhỏ. Em ơi nó đẹp lắm mọi người, mà nó mềm ý. Quan trọng là cái chất nó rất là thích luôn. Mặc như không mặc, mặc mà như quần cốt tông luôn mọi người thì sướng lắm. Cái quần bò mà mặc như quần cốt tông luôn mà còn rẻ hơn cả quần cốt tông chứ, mà các chị không buồn hơi phí đúng không? 69.000 cái, mã số 15 nhá. Chân váy không có, em có áo váy thôi. Em có yếm mà. Em có yếm lên yếm rồi mà. Em có yếm mà. Yếm lên yếm rồi ấy chứ. Mã số 15 69.000 quần sóc đùi nha. Chị nào lấy 15 chốt 15 cho em quần sóc đùi này. Đó, chị nào lấy 15 chốt 15 sóc đùi 69.000 nha mọi người nhá. Tôi đến cái gì đấy? 16 là cái gì? Hả? Rồi ok này, lên tiếp cho em này. Mã số tiếp theo quần quần dài nhá. Quần dài bom đây, quần bom là mã số 16 đấy. Đây quần dài đấy. Tôi lên quần bom cho em này, mã số 16 đấy. Đây quần dài đây ạ. Lên tiếp quần dài này. Quần dài nhá. Mã số tiếp theo quần dài cho em này. Quần dài bom gấu này. Quần dài bom gấu dáng baggy cho em nhá. Bên dưới có bom chun này, mã số lên là 16 cho em quần dài nhá. Size từ 17 cân đến 45 cân cho em quần dài này. Chi ân này, hàng 250. Em bán tặng cho các chị với giá 99.000 đồng cho em. Đó, 99.000 cho em. Mã số này lên cho em, mã số này lên là 16 nha mọi người. 99.000 quần bom dài cho em này. Đáng dài nha mọi người. Em ơi ngày xưa nghĩ nếu như mà các bà ấy mà đi bán số mà lấy, đúng là ngày xưa nghĩ quần áo bán lời thật đó. Ví dụ lấy các cái quần này có 100.000 mà toàn bán 250, 300.000 thôi. Bán shop ngày xưa không biết được bán online ấy mọi người. Thì bán mua tại shop rất là đắt luôn ấy. Mà còn không có cái chất mà mình ưng ấy. Rồi ok nhá. Cái này là quần quách bôi bôi. Lên số điện thoại đi ạ. Rồi cái này lên cho em mã số này lên là 16 quần dài này. Quần dài nha mọi người nhá. 99.000 một cái, nó size to lắm. Từ 17 cân đến 45 cân tặng chi ân cho em 99.000. Em thấy các chị mỗi cái quần em được cộng 10.000. Cộng đúng 10.000 lợi nhuận, cái khâu lợi nhuận rất là ít luôn ấy. Được kiểm tra hàng thoải mái, đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em là có nhân viên hỗ trợ lên. Lên số điện thoại chị ơi. Quách bôi bôi lên số thoại kìa. Quách nội bộ lên số thoại, mã số 16 nha mọi người. Cái này là 16 nha chị Thanh Hòa ơi. Mã số 16 quần dài nhá. Quách bôi bội bộ lên số thoại kìa. 16 đi mọi người, lên một bao nhiêu 99.000 cái thôi nhá. Có 99.000 thôi. Từ 17 cân đến 45 cân em có size, mà size là to lắm. 17 cân 4 tuổi trở lên này, đến 45 cân thì phải 1,5 m mang vừa. Từ 1,1 m đến 1,5 m mang vừa cho em nhé. Mã số này là 16 cho em, 99.000 một quần. Không mua thì phí lắm, thề luôn các chị ơi. Quần nhà em là bao đỉnh luôn, bao đẹp luôn các chị. Được kiểm tra hàng thoải mái cho em nhé. Em bán hàng thật nên em không sợ. Đây là các chị cứ kiểm tra hàng thoải mái, vừa size thì nhận giúp em. Mã này lên là 16 đấy, 99.000 cho em nha. 99.000 cho em, mã số là 16 cho em, 99.000 đồng. 17 cân đến 45 cân em có size nhé mọi người. Đúng rồi, cứ chốt đúng mã 16 kèm số điện thoại cho em là ok, có đơn nhá. 16, 99.000 cho em nha. Quần dài bo cho bé 50 cân thì không có rồi, được kiểm tra hàng thoải mái nha chị Ngạn nhá. Được kiểm tra hàng thoải mái cho em. 1,5 m đến 1,1 m đến 1,5 m cho em. 17 cân đến 45 cân cho em, mã số 16 nhá. Váy 2 dây ở phía sau có 35 cân nhá chị. Hai dây màu vàng là mã số 10 nhá. Hai dây vàng 109.000 mã số 10. Rồi cái này đây là mã số 16 nha. 99.000 quần bom dài cho mình, dáng đẹp cực luôn á, đẹp lắm. Mấy chủ quanh cái hàng xóm mà quanh quầy em bán đây này, người ta toàn chỉ có mặc quần nhà em không á. Trẻ em ở đây toàn mặc quần nhà em không, vì em bảo em là đầu buôn chính luôn. Lấy được ở số lượng lớn ở bên Trung Quốc mọi người thì là nó sẽ rất là rẻ. 69.000 cái thôi, 99.000 cái thôi nhá. 99.000 cho em, mã số là 16, 99.000 cho em này, 17 cân đến 45 cân. Mua nhà em chỉ có bằng 1/3 giá ở bên ngoài thôi đấy. Bên ngoài bán 250, 300, nhà em bán tặng 99.000, không mua thì quá phí luôn. Được kiểm tra hàng nha mọi người. Mã 16, 99.000 cho em nha. À, thu em hết rồi. Em có yếm, à em có quần váy thôi, em có quần váy nhá. Không có váy mà chỉ có quần váy thôi. Đùi là mã số 15. À đúng không em nhỉ? Quần đùi là mã số 15 đúng rồi. Ok nha, chị nào lấy 16 chốt 16 quần dài 99.000 một cái thôi nhá. 99.000 cho em mã số 16 này. Đó, quần bom dài cho em 17 cân đến 45 cân, mã số 16, 99.000. Chị nào chưa đặt thì comment nhá, chia sẻ like không biển comment cho em. 16, 99.000 quần đùi là mã số 15 chị ạ. Nha mọi người nhá. Có bộ ở nhà. À, đây quần đùi đây là mã 15 đây này, đừng có nhầm mã nha. Đừng có comment nhầm mã nha.
quần shop đùi là mã số 15. Các chị đừng có comment sai mã hàng và số điện thoại. Sai mã hàng là đi, sai hàng, sai số điện thoại là không liên hệ được. Nên là các chị chú ý để comment cho đúng cho em nhé. Cứ comment từ từ thôi. Quần shop đùi là mã 15, 69 cho em nhé. Chị nào đặt rồi thì thôi phải comment lại đâu, vì nhà em có nhân viên check máy in đơn rồi nhá. Rồi mã số 15, từ 15 cân đến 45 cân shop đùi này, 69 thì mã số 15 nhá. Nhớ đấy nhá, mã số 15 comment cho đúng mã hàng nhá. Không có lúc sai hàng lại bảo là đúng sai không nhận, thì nhiều chị như vậy lắm rồi. Nhiều chị viết sai nhưng mà cứ đòi đúng hàng cơ. Rồi ok, chị nào lấy 15 chốt 15 quần shop đùi cho em 69.000 cho em nhá. Quần shop đùi thì em lên rồi nên em lên nhanh. 15 cân đến 45 cân shop đùi nhá, check bao co giãn luôn. 15 cân đến 45 cân đặt rồi thì thôi, không phải comment lại đâu các chị nhá. Comment lại là đi 2-3 cái, 2-3 kiểu 2-3 cái này đấy. Nhá, shop đùi là mã số 15 cho em đi. Shop đùi 69.000 thôi. Mã 15 cho em nhá. 17 là cái gì em? Rồi lên quần váy đây ạ. Quần váy rồi quần ngố, quần lỡ rồi quần dài, cái gì cũng có luôn á. Rồi lên quần váy mã số 17 này. Lên quần váy nhá. Đây quần váy cao cấp cho em này. Quần váy này, mã số tiếp cho em mã số là 17 nhá. Quần bò váy. Bên trong của em là một cái quần bình thường đấy, đúng dài quần này. Đây là quần váy nhá, bên ngoài thêm một lớp váy em gọi là quần váy, mã số lên cho em là 17 giúp em này. Size 15 cân đến 42 cân em có size. Mã số cho em là 17 cho em với giá là 79.000 một cái nhá. 79.000 hàng 180 ấy. Bây giờ sale 79.000 cho em mã số lên là 17 quần váy cho em. Báo chốt cho em quần váy là mã số là 17. Lựa hình ngẫu nhiên thôi nhá. Tất cả các cái quần nhà em lựa hình ngẫu nhiên hết nha mọi người nhá. Mã này lên là 17 cho em quần váy đi. Quần váy mã số 17, 79.000 thôi nha. Trúc Ly không nghe máy này. Quần yếm á. Em chỉ có yếm là cái quần yếm là kiểu gì nhỉ? Yếm quần chứ không có quần yếm. Yếm quần. Rồi ok, cái này là 17 quần váy này. Quần váy nhá. Quần váy cho em 79.000 mã số 17. 15 cân đến 42 cân em có size nhá. 15 cân đến 42 cân cho em quần váy này mặc đi chơi đẹp lắm. Mặc đi chơi đẹp lắm, bên trong là quần nhá. Chị Kha Phục Lê lên số điện thoại đi chị. Kha Phục Lê lên số điện thoại cho em nào. Kha Phục Lê lên số điện thoại. Bán này là 17 cho em đi nhá. 17 này, quần váy cho em 79.000 một cái, 180-200 hàng em tặng luôn này, chất bò giấy mềm co giãn cho em ở sau nóc là quần nhá, 79.000 một cái quần váy này. Cái này là hàng thông dụng các chị cũng biết rồi đúng không? 79.000 không lựa hình, không lựa kiểu đâu, 79.000 mã số là 17 cho em quần váy nhá. Quần váy 15 cân thì 42 cân có size nhá. 15 cân thì 42 cân có size cho em này, mã số 17 cho em 79.000 quần váy nhá. Cái này là quần váy cho em nhá, mọi người chị nào lấy quần váy chốt mã số 17 nhá. 17 kèm số điện thoại. Kèm cân nặng cho em, đi đơn 2 sản phẩm trở lên thì quần nhà em bán có mấy chục nghìn cái nên các chị đi đơn 2 cái trở lên nhá. Mới được gọi cho đơn nhá. Quần váy mã số 17 đi. Quần váy đúng không? Các chị sợ nhầm mã thì các chị có thể comment là 10 quần váy được. Các chị sợ nhầm mã thì comment quần váy kèm số điện thoại là được nhá. Quần váy kèm số Hoàng Phương lên số điện thoại chị ơi. Hoàng Phương lên số điện thoại nhá. 17 cân à 15 cân đến 42 cân nhá. Hoàng Phương lên số điện thoại. 15 cân này, 42 cân này, comment quần váy kèm số điện thoại cho em được nhá. Quần váy kèm số điện thoại kèm cân nặng có 79.000 thôi nha. 79.000 quần váy cho em này, đẹp quá. 79.000 một cái thôi nhá. Em thề các chị ở bên ngoài bán cái size 45, 50 cân không có cái giá 79.000 luôn. Nhà em bán đồng giá cho các chị 79.000 size to, size bé. Không lựa hình đâu các chị yêu nhá. Không lựa hình, không lựa kiểu đâu mọi người nhá. Cứ bao chất, bao kiểu cho các chị, bao giá cho các chị là đẹp rồi. Được kiểm tra hàng cho em nhá, 79.000 một quần. Quần váy này, đây là quần váy nhá. Đi chơi đi học đều ok, cái này mặc đi chơi ấy. Cái này mặc đi chơi chứ không đi học được. Đi chơi nhá mọi người nhá. Đây là mùa đi du lịch các con được nghỉ hè rồi thì các chị mua cái này cho con mặc đi chơi đẹp lắm. 79.000 cái mọi người nhá, mặc rất là xịn sò luôn. Quần váy cho em 79.000 nha. Mã mức hàng là 17 cho em. Đúng rồi, comment quần váy cho em là ok nhá mọi người. Quần váy 79.000 đồng cho em nhá. Ok nha, 17, 15 cân thì 42 cân quần váy này. Từ tiếp là quần gì đấy? Tôi lên cho em một cái quần hot hit này. Cái quần này em bán phải nói là cái quần này em bán rất là chạy luôn á. Em phải nói là em bán cái quần này phải gọi là chạy kinh khủng luôn á. Vì là mùa hè nên mặc suông ngố nhiều á. Suông ngố nhá, lên suông ngố này. Dáng rộng mặc tới gối hoặc qua gối cho em một xíu nhá. Suông ngố này. Đó, quần suông ngố cho em này, mã số lên là 18 này. Suông ngố nhá, size cho bé từ 15 cân đến 45 cân em có size, mã số cho em là
xuông ngố nhá, cạp lưng thun mềm này, chất mềm co giãn cho em. Đây cả chất nó co giãn rất là thích luôn. Xuông ngố mã số 18 này tặng với giá chỉ có 79.000 một cái quần này thôi. 79.000 thôi các bác ơi, nhanh tay không có hết thì chắc chắn là bán được, là chắc là do em bán rẻ quá ấy. Do em bán rẻ quá. 79.000 cái mà size từ 15 cân đến 45 cân nha các mẹ nhá. Hôm qua vừa về thêm xuông ngố ạ. Đến 40 cân em có size xuông ngố này. 15 cân đến 45 cân cho em xuông ngố, cho em mã số lên cho em là 18, cho em với giá là 79.000 xuông ngố nhá. Xuông ngố cho em mã số lên là 18 đấy. 79.000 đồng cho em nhá mọi người. 15 cân đến 45 cân em có size mã số 18 nhá. Thủy Như Trần lên số điện thoại ạ. Thủy Như Trần lên số điện thoại này. Thủy Như Trần lên số điện thoại này. Xuông ngố, lựa hình ngẫu nhiên nhá, tạc lưng thun mềm. Mã số 18 nha. Mã số 18 có 79.000 thôi, không mua thì phí lắm. À, dáng rộng nhá, cái này là dáng xuông rộng đấy mọi người nhá, mặc ngố này, mặc ngố từ ngố hoặc qua ngố cho em này, xuông rộng là số 18 cho em nhá, có 79.000 cái, 79.000 cho em này, em bán rẻ quá mà, em thấy có nào? Chị Nguyễn Vy lên số điện thoại đi ạ, à. Chị Thủy Như Trần lên số điện thoại đi ạ, à. Thủy Như Trần lên số điện thoại này, cái gì nữa? Nguyễn Vy lên số điện thoại này, Nguyễn Vy này, Thủy Như Trần này lên số điện thoại kèm mã hàng nha, mã hàng kèm số điện thoại mới có số, mới có đơn nhá các chị. Cái này lên cho em mã số là 18 đi, 18 có 79.000, xuông ngố nhá, xuông ngố. Nhớ đây là Thảo Ân lên số điện thoại đi ạ. À. Các chị ơi, không có số điện thoại em không có đơn cho các chị đâu nhá. Thảo Ân lên số điện thoại kìa. Bảo Ân lên số điện thoại kìa. Mã số kèm số điện thoại trên một dòng cho em này. Mã số 18 là quần xuông ngố nhá, không phải quần dài đâu nhá. 79.000 quần xuông ngố cho em này. Đó, mã số lên là 16, à 18. 18 nhá, mã số 18 cho em nhá. Bảo Ân lên số điện thoại. Mã số 18 cho em nhé. 18 79.000 cho em. 18 79.000 cho em. Không có chân váy, em chỉ có quần váy thôi. Mã số 18 79.000 cho em. Quần xuông ngố nha các mẹ nhá. Xuông ngố này. Mặc tới ngố qua ngố một xíu thôi nhá. Size 15 cân đến 45 cân em có size. 15 cân đến 45 cân em có size với giá là 79.000 đồng cho em nhá. 79.000 chốt cho em xuông ngố này. Ở chốt cho em xuông ngố là mã số là 18 nha. 18 kèm số điện thoại cho em. Mã số 18 này. Có cả quần dài nhá. Có quần dài, bảo ạ. Cái gì nhỉ, lên số điện thoại. Mấy cái chị có lên chưa? Thủy Như Trần lên số điện thoại. Thủy Như Trần lên số điện thoại. Bảo Ân, Bảo Vân hay là cái gì đấy lên số điện thoại kìa. Rồi mã số 18 nhá. 79.000 cho em, 15 cân đến 45 cân cho em nhá. 15 cân đến 45 cân cho em. Chốt xong ngày qua quần dài nhá, chốt xong ngày qua quần dài. Rồi chị nào em 18 chốt 18 cho em nhá mọi người. 18 cho em nhá. Quần xuông ngố mặc tới gối hoặc qua gối cho em này. À, mét từ 90 phân đến 1m6 quay lại nhá. 90 phân đến 1m6 quay lại ngang vừa quần này cho em xuông ngố nhá. Cặp lưng thun mềm, chất mềm co giãn cho em, không lựa kiểu, không lựa màu nhá mọi người nhá. Có mình màu xanh mà. 79.000 mã số 18 xuông ngố cho em nhá. 79.000 đồng cho em. Đó, chị nào em 18 chốt 18 xuông ngố này, đẹp lắm. Chất rất là đẹp và mềm cho em, chất nó thì Trương Nhung lên số điện thoại đi ạ. Trương Nhung lên số điện thoại cho em này. Trương Nhung lên số điện thoại, các chị ơi vui lòng lên số điện thoại đi, đơn hai sản phẩm trở lên cho em. Trương Nhung lên số điện thoại nhá. Quần dài có quần dài mà, đợi xíu nhá. Ok, chị nào lấy 18 chốt 18 xuông ngố dùm em nha các mẹ nhá. Quần xuông ngố cho em nhá. Từ 15 cân đến 45 cân em có size ạ. Từ 15 cân đến 45 cân em có size. Mã số cho em là 18 cho em với giá là 79.000 cho em một quần thôi nhá. 79.000 mã số 18 đấy. Đó, chị nào lấy 18 chốt 18 xuông ngố cho em. Đó, ok nhá, cái quần này bán quá chạy luôn, vì bán quá là rẻ luôn. Được kiểm tra hàng thoải mái đi, đơn hai sản phẩm trở lên. Trương Nhung lên số điện thoại chưa? Ok, các chị nhớ lên mã số kèm số điện thoại trên một dòng cho em với nhá. Xuông dài có. Rồi ok, 79.000 một quần thôi nhá. 79.000 mã số lên là 18. Quần xuông ngố cho em, xuông ngố nhá. Xuông ngố nhá, được kiểm tra hàng thoải mái. Quần xuông ngố cho em, 19 là cái gì em? Rồi ok nhá, chị nào lấy chốt cho em này. 18 nhá, quần xuông ngố này. Rồi Yến này, đây Yến này. Đây Yến này. Đây Yến này. Chị Anh Dầu Trà lên số điện thoại chị ơi. Anh Dầu Trà lên số điện thoại, các chị ơi em van các chị lên số điện thoại đi mọi người ơi. Không có số điện thoại, không chốt được đơn đâu. Anh Dầu Trà lên số điện thoại kèm mã hàng kìa. Không lựa kiểu, không lựa màu, 79.000 đồng ý thì đi đơn nhá. Anh Dầu Trà lên số điện thoại. Cái này lên tiếp cho em này, mã tiếp theo lên Yếm này.
chốt yếm cho em nhá mọi người nhá. Đẹp lắm. Yếm này, yếm 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 một cái yếm thôi ạ. À. Size 17 cân đến 40 cân cho em nhá. 17 cân đến 40 cân. Yếm đúng rồi, có men yếm cho em là ok. 99.000 cho em yếm này. 17 cân đến 40 cân em có size yếm nhá. 17 cân đến 40 cân đi chơi đẹp lắm. Ok nhá, yếm cho em nhá. Rồi lên tiếp cho em này. Cái quần dài ở quần xung nha. Cái này 20 à. Xung dài. Rồi lên tiếp cho em quần xuông dài đây ạ. À. Xuông dài nhá. Xuông ngốn rồi bây giờ lên xuông dài này. Quần xuông dài cho em mã số 20 này. Quần xuông dài nhá. Đây cái này đây là xuông dài cho em này. Mã số 20 này. Mã số là 20 cho em quần xuông dài. Em có size 18 cân đến tận 45 cân. Quần xuông dài cho bé nhá. 18 cân đến 45 cân em có size quần xuông dài. Bán sẽ tặng cho em 109.000 này. Xuông dài nhá. 109.000 một cái 18 cân đến 45 cân. 1 mét đến 1 mét rưỡi quay lại cho em xuông dài nhá. Mã số 20. Mã số này là 20. Mã số là 20 cho em này. Đây lên cho em con này mã số 20 cho em với giá là 109.000 xuông dài nhá. 109.000 xuông dài cho bé nhá. Cặp lưng thun mềm chất mềm co giãn cho em bò giấy này. Hàng 300 nhé em bán chia cho các chị 1/3 giá đấy. 109.000 xuông dài nhá. 109.000 xuông dài cho em. 18 cân đến 45 cân xuông dài nha. Đó, mặc đi chơi đi học để ok. Xuông dài 109.000 mã số cho em là 20 nhá mọi người. Mã số cho em là 20 cho em này. Đó, chị nói 20 chút 20 quần xuông dài cho bé nhá. Mã số 20. Xuông dài nhá. Ship có ship Vĩnh Long, ship toàn quốc mà thấy chị Trang Vương rồi. Các chị có lên mã số kèm số điện thoại là có nhân viên chốt đơn rồi các chị ơi. Nhà em có nhân viên đang in máy được chưa? Các chị cứ comment lên thấy như này cho xem nhân viên nó đang in máy này. Đó, nhân viên nó ngồi máy nó in rồi các chị yên tâm nhá mọi người nhá. Cứ lên đúng mã số kèm số điện thoại cho em này, các chị comment em đều thấy hết nha mọi người. Rồi, mã số này lên là 20 cho em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 20 chốt 20 quần suông dài. Lưu Thảo lên số điện thoại đi chị ơi. Chị gì? Lưu Thảo lên số điện thoại. Suông dài 109.000 mã số là 20 cho em suông dài. Lưu Thảo lên số điện thoại nhá. Chị Lưu Thảo lên, Lưu Thảo lên số điện thoại. Lưu Thảo. Lưu Thảo lên số điện thoại nhá. Dạo em nói nhiều quá nên em nói lắp. Sao lại nói lộn này. Rồi, mã số 20, 109.000 cho em nhá. 109.000 mã số 20 cho em nhá. 20 109.000. 13 18 cân đến 45 cân em có size. 18 cân đến 45 cân em có size mã số 20 cho em nhá. Đó chị nào lấy 20 chốt 20 cho em nhá. 20 ạ, mã số 20 cho em 109.000. 109.000 mã số 20 nhá. Lưu Thảo rồi ok nhá, xuông dài là mã số 20 đúng rồi. 20 nhá mọi người. Chị nào lấy 20 chốt 20 nhá. Đúng rồi, các chị cứ comment đúng mã số kèm số điện thoại là có đơn nhá các chị ơi. Comment mã số kèm số điện thoại cho em 20 nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 20 chốt 20 cho em 109.000. 109.000 mã số 20, 18 cân đến 45 cân phong đại. 18 cân đến 45 cân cho em quần dài phong đại này. Đó nhá, mã số 20 cho em đi. 20 nhá. Mã số 20, quần sóc là mã số 15 nhá chị ơi. Quần sóc là mã số 15 cho em nhá. Ôi trời, quần sóc là mã số 15 đây ạ. Quần sóc là mã số 15 nhá. Size 15 cân đến 45 cân. Mã số 15 69.000 cho em quần sóc này. Đây quần sóc lên cho em mã số là 15 cho em 69.000 này. Sóc đùi siêu mềm luôn này. Đó, chốt cho em mã số 15. Yếm 45 cân chưa có chị ạ. Yếm 45 cân hiện tại chưa có nhá. Rồi quần sóc cho em mã số là 15 đi. Đi đơn 2 sản phẩm trở lên giúp em rồi nhá. Mã số 15 69.000 cho em nhá. Từ 15 cân đến 45 cân sóc đùi này. Sóc đùi chất siêu co giãn luôn, bán bằng bắt sở luôn, 69.000 cho em sóc đùi này. Mã 15 nhá, 15 cho em 69.000 đi. 15 69.000 đồng cho em nhá. Sóc đùi lựa hình ngẫu nhiên. Lựa hình ngẫu nhiên từ 15 cân đến 45 cân em có sai. Từ 15 cân đến 45 cân sóc đùi 69.000. Từ 15 cân đến 45 cân quần sóc đùi 69.000 đồng cho em nhá. 69.000 cho em. Đó, chị nào lấy 15 chốt 15 cho em là ok. Chốt 15 cho em là ok. 69.000 đồng cho em nhá. 69.000 đồng cho em. Chốt cho em là số là 15 nhá mọi người. 15 cho em sóc đùi nhá.
mã số 15 69.000 quần sóc đùi này. Đó, quần sóc đùi 69.000 đồng cho em. Mã 15 cho em nhá. Xuống dài vừa lên sau mà. Rồi chị nào lấy cho em mã số 15 chốt 15 sóc đùi này. Chị nào có rồi không phải đặt nữa đâu, chị Thúy Như Trần thì em thấy có rồi á. Sóc đùi nhá, mã số 15 69.000. Sóc đùi là mã số 15. Xuông dài đây nhá, xuông dài đây. Quần xuông dài đây nhá mọi người. Quần xuông dài đây. Đây quần xuông dài đây nhá. Quần xuông dài đây giúp em này. Quần xuông dài 109.000, 17 cân đến 45 cân, quần xuông dài là mã số 20 nhá. Xuông dài là mã số 20, hoặc các chị sợ nhầm mã thì các chị có thể comment là xuông dài cũng được. Mã số 20 quần xuông dài nhá. Mã số 20 quần xuông dài với giá là 109.000. Quần xuông dài đây ạ. Đây quần xuông dài yếm vừa nha chị Liên Quỳnh nhá, yếm vừa. Rồi quần xuông dài đây mã số 20 nhá, quần xuông dài 109.000, 17 cân đến 45 cân, quần xuông dài 1m đến 1m rưỡi này. 1m đến 1m rưỡi quần xuông dài cho em này. Đó, xuông dài nhá, cái này là xuông dài nhá. Mã số 20 xuông dài 109.000. 109.000 xuông dài nhá. Đó, 109.000 xuông dài là mã số 20 cho em. Ví dụ như sợ nhầm mã thì các chị có thể comment theo quần, theo tên quần. Ví dụ quần sóc, quần đùi, quần váy là quần gì, quần xuông dài hay xuông ngố ấy, comment theo chữ cũng được nhá. Đó, mã số 20 là xuông dài cho em. Rồi ok nhá. 20 nhá, yếm đây, yếm là cái này nhá, yếm là số 19 đúng không? Yếm đây nhá, yếm đây. Yếm đây 99.000, yếm đây nhá. Yếm là 99.000 đây này. Đây yếm là 99.000 đồng cho em này. Không vào đâu. Đây yếm này size 17 cân đến 40 cân cho em này. Yếm này 17 cân đến 40 cân đây là yếm nhá. Yếm 99.000 cho em nhá. Yếm 99.000 đồng cho em, mã số lên yếm là 19 cho em. Yếm mã số là 19 cho em yếm này. Đó rất là đẹp luôn, 17 cân. Quên 17 cân đến 40 cân em có size nhá. Từ 17 cân đến 40 cân em có size yếm này. Đây yếm này các chị đừng có mặc dài quá không đẹp. Vì là còn phải săn gấu mà, săn gấu lên như dạng baggy ngố ấy thì nó đẹp hơn á. Nên là các chị đừng có mặc dài quá không đẹp đâu. Chỉ cần vừa cái đúng này là được này, vừa cái đúng xong ở dưới các chị săn gấu lên cho con là mặc nó trẻ trung hơn á. Rồi yếm nhá, yếm lên cho em yếm này 99.000, 17 cân đến 40 cân yếm nhá. 17 cân đến 40 cân cho em yếm này 99.000 cho em, mã số là 19 nhá. Yếm là mã số 19 cho em nhá. Đó, yếm là mã số 19 đấy. Váy hồng ở sau là váy nào? Cái này á chị. Cái này lên váy hoa là 09 này. Đây lên váy hoa cho em là 09 này. Đây tách mã váy ra này. Rồi váy hoa cho em mã số 09 này, váy hoa nhí nhá. Hoa nhí của Bèo này 09 này. Size 15 cân đến 35 cân cho em 89.000 đồng. 89.000 cho em mã số là 09 thùng em hoa nhí nhá. Hoa nhí cổ bèo tay bồng cho em rất là đẹp luôn này. Cái này là cổ bèo tay bồng xinh cực luôn á. Dáng baby doll. Trần Hương lên số điện thoại đi chị ơi. Trần Hương lên số điện thoại kìa. 17 cân đến 35 cân em có size yếm này. Màu xanh, màu vàng, màu hồng cho em này. Đó màu xanh, màu vàng, màu hồng cho em yếm. À quên. Mã số 09 váy. Mã số 09 là váy nhá. Váy này là mã 09 hoa nhí này. Hoa nhí cho em với giá là 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 đồng cho em. Đây là hoa nhí này. Vàng nhí này. Vàng bông to này, mã số 09 này, 89.000. 09 89.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy 09 chốt 09 cho em, 89.000 cho em này. Màu hồng nhí này. Màu xanh này. Đó màu xanh cho em này, chị nào lấy 09 chốt 09 cho em, 89.000 cho em nhá. Chưa đặt thì comment nhá. Chưa đặt thì comment mã số 09 nhá, kèm màu đi. Có quần váy nhá, quần váy là mã số 16 nhá chị, đúng không em nhỉ? Quần váy là mã số 17 chị ơi, quần váy là mã 17 nhá. Quần váy là mã số 17, 79.000. Rồi đây là hoa này, váy hoa 09 này, màu xanh này. Đây màu hồng cho em này. Đây là màu vàng bông to này. Mã số 09 cho em, đây là vàng bông nhí này. Với giá là 89.000, size 15 cân đến 35 cân em có size nhá. 15 cân đến 35 cân cho em, mã số là 09 này. Chốt cho em hoa nhí này là 09 nhá, 09 cho em này. Chốt mã hàng 09 này. 09 cho em với giá là 89.000 đồng, 15 cân đến 35 cân, chốt cho em 09 nha mọi người, hoa nhí nhá. Hoa nhí cho em rất là đẹp luôn. Màu vàng, màu hồng, màu xanh. Vàng hồng xanh cho em 09 nha mọi người nhá. Vàng hồng xanh là số 09 cho em nhá. Đúng rồi, chốt cho em 09 nha mọi người nhá. Chốt cho em 09 nhá. Có quần dài nhá.
09 nha. Thì là lấy 09 cho 09 nha. Rồi tiếp cho em này. À, 2 dây này mã gì đấy? 2 dây hồng này. Mã số 07 này. Rồi lên tiếp cho em con này váy hoa, váy 2 dây này mã số 07 này. Đây lên tiếp cho em con này mã 2 dây là 07 này. 15 17 cân đến 37 cân cho em 2 dây này, 99.000 luôn. Mã số này lên là 07 cho em 2 dây nhá. 17 cân đến 37 cân em có size này từ 4 đến 10 của em mang vừa cho em mã này là 07 cho em. 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 em có 3 màu xanh, hồng và trắng này, xanh hồng trắng cho em 07 này. Đó chị nào lấy 07 thì chốt cho em con 2 dây này là mã hàng 07 nhá. 99.000 cho em. 99.000 chốt cho em 07 nhá. 17 cân đến 37 cân thì tầm 4 đến 10 tuổi cho em nhá. Người nhá. Chị Na Phạm lên số điện thoại chị ơi. Na Phạm lên số điện thoại. Na Phạm hay Na Phạm? Na Phạm lên số điện thoại nhá. Na Phạm lên số điện thoại. Rồi chị nào lấy 07 chốt cho em. Trần Hương không lên số điện thoại à chị? Trần Hương lên số điện thoại. Na Phạm lên số điện thoại. Thấy chị Kiều Huynh này. Rồi cái này lên cho em này. Duy Ngố có nhá. Mã này lên là 07 cho em nhá. Mã số 07 cho em thì giá là 99.000, 17 cân đến 37 cân em có size này. Mã số 07 màu hồng, màu trắng, màu xanh này. 17 cân đến 37, 38 cân. Nói chung là 10 tuổi quay về cho em 2 dây nhá. 2 dây ở sau có dây nơ rất là đẹp luôn. Đó chị nào lấy 07 chốt 07 cho em giá là 99.000 nhá. 99.000 đồng cho em. 99.000 cho em nhá. Mã số là 07. Nha phải lên số 07 đi. Na Phạm lên số thoại 0799 nghìn. Rồi lên tiếp cho em này. Mã số tiếp theo này. Na Phạm lên số thoại quần ngố á. Có quần ngố đây. Quần yếm và quần này là gì? Quần yếm và có yếm vừa lên là mã 19 đây. Mã 19 vừa lên đây. Quần yếm em vừa lên mã số 19 đây. Số ok nhá. Mã số tiếp theo này. Ôi trời ơi. Rồi cả điện thoại của anh. Anh chỉ xin lỗi em nhá. À điện thoại. Ờ à, đúng rồi. Quần ngố đây nhá. Quần ngố đây cho em mã số là 14 nhá. Quần ngố đây nhá. Quần ngố là mã số 14 cho em này. Quần ngố lên cho em mã số này là 14 cho em quần ngố này. Quần ngố nhá, cái này lên cho em mã số là 14 cho em này, size cho bé là từ 15 cân đến 30 cân em có size quần ngố này. Nhá, quần ngố này lên cho em mã số 14 cho em với giá là 69.000 cho em nhá, quần ngố bò này, ngố bò. Mã số 14 nhá, mặc tới gối cho em quần ngố này, 69.000 chốt cho em này, 14. Chị nào chưa đặt thì hãy comment nhá. Chị nào chưa đặt thì hãy comment cho em mã số là 14 đi, 69.000 này. À, 14 nhá. Đấy, Hoa Nhí là mã số 09 vừa lên rồi. Chị ơi, Hoa Nhí là 09 nhá. Rồi, cái này lên cho em mã số 14 này. Chân váy không có đâu ạ. Chân váy không có, em chỉ có quần bò váy thôi. Ok, 04 quần ngố 69.000, 15 cân đến 35 cân. Có size 04 này. Đó, chị nào lấy 04 cho 04, 69.000 đồng nhá. 69.000 đồng cho em mã hàng là 04 cho em này. Quần ngố dáng ôm mặc tới gối cho em nhá mọi người. 15 cân đến 30, 35 cân cho em tầm 4 đến 9 tuổi mang vừa. 69.000 cho em mã số là 04 cho em. Mỹ Mỹ lên số điện thoại chị ơi. Mỹ Mỹ lên số điện thoại. Các chị ơi lên mã hàng kèm số điện thoại cho em nè. Mỹ Mỹ lên số điện thoại cho em nè. Mỹ Mỹ lên số điện thoại nhá. Rồi chốt cho em 04 là ok nha các mẹ nhá. 04 này quần ngố 69.000 đồng cho em quần ngố này. Đó chị này quần ngố chốt cho em 04. À 14, 14 nhá. Mã số 14 quần ngố này. Ngố ôm mã số 14, 69.000. Ngố ôm mã số 14, 69.000 đồng cho em nhá. Mã số 14 nhá, quần ngố ôm này là 14 nhá các chị nhá. Quần ngố ôm này là mã số 14 cho em 69.000, lựa hình ngẫu nhiên cho em với nhá. Lựa hình ngẫu nhiên cho em với nhá, 69.000 cho em quần ngố ôm này. Đó, 69.000 một quần thôi ạ, 15 cân đến 35 cân em có size nhá các mẹ. Lựa hình ngẫu nhiên cho em, hình thêu ngẫu nhiên này, chất mềm bò giấy cho em nhá. 69.000 đồng cho em này. 69.000 cho em, chân váy không có nữa. Mí Mí lên số điện thoại rồi này. Áo thun không có chị ạ. Chị nào lấy 14 chốt 14 cho em nhé mọi người. 14 ạ. À, chị Hiền Bi ơi, mã này là 14 quần ngố cho em mã số 14 không phải 04 nhá. 14 lúc nãy em đọc hơi sai. 14 giúp em comment lại đi chị Hiền Bi nhá.
comment lại đi chị Hiền Biên, Biên Thanh nhá. Đó, 14 nhá, mã số 14, 69.000 cho em. Quần ngố bò này, đó nhá, 69.000, 14, 15 cân đến 30, 35 cân cho em. 69.000 cho em nhá, 69.000 mã số 14 đi. Chốt là 14 cho em, 69.000. Chốt cho em là 14, 69.000 đồng cho em này. Quần ngố nhá, ngố ôm 69.000 cho em nhá. Rồi tiếp là quần dài là 15, à, quần quần váy hả? Quần váy là 17 đúng không? Rồi đây quần váy là mã số 17 này. Quần váy là mã số 17 cho em này. Đây, quần váy là mã số 17 cho em này. Mã số 17 quần váy nhá, em có size cho bé từ 15 cân đến 42 cân cho em. Quần váy 79.000, mã số là 17 cho em này. Mã số là 17 cho em, 79.000 cho em quần váy nhá. Bên trong nó là quần nhá mọi người nhá. Mã số 17, 79.000 đi. Quần váy đi. Lên quần váy cho em 79.000 đồng cho em nhá. Mã số 17, 79.000 quần váy này, 17 nhá. 15 cân đến 42 cân em có size nhá. 15 cân đến 42 cân em có size 79.000 cho em quần váy nhá. 79.000 lên quần váy này. Đó, quần váy không lựa kiểu, không lựa hình đâu, bao chất bao giá rất là mềm luôn. Mã số cho em là 17 là ok nhá. 17, 79.000 cho em quần váy này. Đó, chị nói quần váy, chốt quần váy là mã 17 cho em. Quần váy là mã 17. Diệu Nguyễn lên số điện thoại đi chị ơi. Diệu Nguyễn lên số điện thoại này. Đầm trắng nào, đầm trắng ở trong, đầm trắng không có đâu chị ơi. Đầm trắng ở trong canh mặc không có đâu. Diệu Nguyễn lên số điện thoại. Diệu Nguyễn lên số điện thoại. Cái gì Ngọc Quỳnh, cái gì không để thấy gọi chốt đơn là sao? Không nhé, em không đọc chốt đơn. Có nhân viên inter rồi em không đọc chốt đơn nhá. Mã số quần váy là 17 cho em nhá. Mã số 17 cho em nhá. 17 cho em, quần váy là mã số 17. Diệu Nguyễn lên số điện thoại kìa. Diệu Nguyễn lên số điện thoại, 17 quần váy 79.000, 15 cân đến 42 cân nhá. 15 cân đến 42 cân quần váy cho em, chất siêu mềm cho em này, mặc với lại áo phông rất là đẹp. Mã số 17, 79.000 nhá. Quần váy là mã số 17, 79.000 cho em, không lựa kiểu, lựa hình nhá. 79.000 cho em này. 79.000 chốt cho em mã số là 17, quần váy bên trong là quần mặc rất là gọn gàng nha mọi người. Bên trong nó là cái quần bình thường mà. Có mã số 17, 79.000 đồng cho em quần váy nhá. 15 cân đến 42 cân em có size. 15 cân đến 42 cân em có size, mã số là 17 cho em 79.000 nhá. Quần dài là quần bom dài là mã số 16 ạ. Rồi tiếp này, lên tiếp quần dài nhá, quần dài đây. Lên tiếp quần dài này, quần dài bông gấu cho em mã số là 16 này. 16 này. Size từ 17 cân đến 45 cân này. Quần dài này. Mã số 16 cho em với giá là 99.000. Mã số 16 quần dài bông gấu này, có quần sớ nhá. Có quần sớ nhá. Có quần sớ ngố, quần sớ rộng. Rồi mà sớ ngố sớ dài. Sớ ngố sớ rộng. Rồi mã này lên là 16 cho em này. Mã số 16 quần dài bông gấu nhá, dáng bông gấu mã số 16 này. 99.000. Size cho bé là từ 17 cân đến 45 cân em có size nhá, chất siêu mềm luôn á. Siêu siêu mềm luôn cho em, 69.000 một quần. 69.000 một quần cho em nhá. 69.000 cho em mã số này lên là 16 này. 16 cho em nhá. À 99.000, 99.000 đồng nhầm nhá, 99.000. 99.000 nha các mẹ. Tí là chết nhỉ. Tí là lỗ sắc mặt. Sao lấy mà không được 69.000. 99.000 nha. Mã số 16, 99.000. Tại cái số 16 nó dính vào mồm em ạ. 99.000 cho em nhá. Chị đặt một cái thì không ai gọi đâu các chị ơi. Đi đơn hai sản phẩm trở lên nữa em nhá. Một cái không gọi điện đâu mọi người nhá. Một cái thì em không gọi điện đâu mọi người nhá. Đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em. Mã số 16, 99.000 cho em size 17 cân đến 45 cân nhá. 17 cân đến 45 cân, mã số 16 quần dài này. 99.000 đi đơn 2 sản phẩm trở lên để được gọi chốt đơn. Đi đơn 2 sản phẩm trở lên để được gọi chốt đơn nhá. Mã 16, 99.000 đồng cho em nhá. Có quần ống rộng. Có bé trai quần ngố chị nhá. Em có bé trai quần ngố đấy. Chị nào chưa đặt thì comment là 16 quần bom dài nhá. Cái này là dáng dài quần bom mọi người nhá. Dáng dài mặc đẹp lắm. Cái này mặc gọn chân mà nó đẹp cực ấy. Rộng rãi thoải mái chứ không phải dáng ôm đâu nhá. Rồi chị nào lấy 16 chốt 16 quần dài 99.000 nha mọi người. Từ 17 cân đến tận 45 cân, từ 1m1 đến 1m5 mang vừa nhá. Nghe gì đó, trường cao cân nặng cho em. Mã số là 16, 99.000 chốt cho em là 16 nha. Quần bom dài
bom dài 16 kèm số điện thoại. Thấy chị Hoa Ngọc. Em chẳng biết các chị. Có Yếm. Cái cháu sau à? Có sau à Mi? Yếm nhá, chưa lên bộ, bây giờ lên bộ. Đầm Hoa Nhí có 20 cân, mã số 09 nhá, 89.000 nha chị Thanh Hằng nhá. Số ok nhá, chị nào lấy thì chốt, con này là mã số 16 này. Chị nhận hàng em rồi, ok lắm, cảm ơn chị bà Suzy này. Hiền Phạm để em báo với điện phát nha. Rồi mã số này có 35 cân một gì, sai đến 45 cân liền, chứ 35 cân là cái gì? Cái này sai to đến tận 45 cân chứ 35 cân là gì? Từ 17 cân đến tận 45 cân quần dài, bom dài. Các chị có thể ghi bom dài cũng được hoặc là ghi 16 cũng được nhá. Mã số là bom dài hoặc là 16 cho em 99.000 một quần. Mã số 16 99.000 cho em bom dài. Em đang chốt cái gì đấy? Đây à. 16 99.000 đồng cho em nhá. Bom dài cho em 99.000 đồng cho em. Chị nhận 3 đầm Yếm xinh ơi là xinh. Cảm ơn chị Lê Lộc Diệp này. Rồi ok nhá, chị lấy 16 chốt 16 nhá mọi người nhá. Bom dài nhá, 16 đây. Yếm đây, Yếm đây nhá. Đây Yếm bò đây, Yếm bò đây, em chỉ có Yếm này thôi nhá, Yếm quần thôi nhá. Đây Yếm bò này, Yếm bò là 19 nhá, 99.000 luôn này, Yếm này. Yếm 17 cân đến 40 cân có size Yếm 99.000 nhá, rồi nhá. Số ok nhá, chị nào lấy chốt cho em mã số này lên là 19 này Yếm nhá. 19 cho em là Yếm quần. Các chị ghi lại Yếm quần cho em. Từ 17 cân đến 40 cân cho em Yếm này, 99.000 cho em Yếm này. Mã số cho em là 19 này. Đó, chốt cho em là 19 cho em nhá. 99.000 cho em Yếm này. 17 cân đến 40 cân cho em Yếm nha các chị. Nhà em không còn áo ấy mọi người ơi, nhà em không có áo ấy. Rồi, chị Nam Nguyễn là bom dài rồi xong lại lấy cả Yếm hả? Ok nhá, comment Yếm này mã số 19 cho em với giá 99.000 thôi, 17 cân đến 40 cân cho em nhá mọi người. 17 cân đến 40 cân cho em Yếm nhá. Yếm cho em này, Yếm quần. Cái này ghi là Yếm quần cho em này, 99.000. 17 cân đến 40 cân em có size nhá, xong em lên bộ nhá. Xong lên bộ cho các chị nhá. Yếm này. Chị nào là Yếm chốt Yếm mã số 19 ạ. Yếm là 19 cho em, Yếm này đẹp lắm. Rất là mềm áo, không bán áo đâu nhá, em không có áo đâu. Có một mình Yếm thôi nhá. Một mình Yếm này 99.000 một cái này, Yếm quần cho em này. Đấy, mặc sắn gấu nha mọi người, cái giá này là giá sắn gấu lên nhá mọi người nhá. Đẹp lắm. Từ 17 cân 5 tuổi trở lên. 17 cân 5 tuổi trở lên đến tầm 40 cân thì tầm có mét rưỡi quay lại cho em giá 99.000 đồng cho em Yếm này. Đó 99.000 đồng cho em Yếm nhá. Mã số là 19 nha. Yếm là 19 cho em. 19 Yếm cho em nhá chị nhá. Yếm 40 cân thì chị đặt dư cân lên đi chị. Đặt dư cân nặng lên đi. Chị đặt dư cân nặng lên đi chị. Rồi lên tiếp cho em bộ này. Đây lên bộ bộ mặt cười này. Đây em xả cho các chị một số bộ giá rẻ này. Xả bộ nhá, xả bộ siêu rẻ luôn này. Rồi lên tiếp cho em bộ mặt cười này. Đọc mã đi em. Bộ mặt cười này, em có size 20 cân đến 40 cân cho em bộ mặt cười nhá, bộ cốt tông mặt cười này. 20 cân đến 40 cân cho em tặng cho em bộ này 79.000 cho em này, mã số 12 79.000 cho em bộ mặt cười. Huyền Trân lên số điện thoại chị ơi. Huyền Trân lên số điện thoại. Huyền Trân lên số điện thoại cho em. Xem quần lửng và quần dài ống rộng, quần lửng rộng hả chị? Quần lửng rộng và quần dài ống rộng à? Rồi cái này lên cho em mã số 12 bộ mặt cười nhá. Chất liệu của em là cốt tông tàu cho em, rất là mịn cho em này, đanh chắc chứ không bị bay bị nhão nhá. Bán tặng 79.000 một bộ thôi, 20 cân đến 40 cân em có size nhá. 20 cân đến 40 cân em có size bộ đồ này. Mã số lên cho em là 12 đi. Đây quần này, mã số 12 em có màu hồng và màu đen được chọn màu nhá. 79.000 một bộ. Được chọn màu, 20 cân đến 40 cân em có size nhá mọi người. Chị nào lấy 12 chốt 12 cho em nhá. Đấy mã số 12 79.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 79.000. 12 đi. Bộ cốt tông tàu mã số 12 nhá. Comment là bộ 12 đi. Ồ, chốt rồi thì đi đâu mất rồi chị Tạ Thị Diễm ơi. Ông ơi. Chốt rồi thì đi đâu mất rồi ấy. Không dồn đơn được chứ còn nếu chưa chốt thì còn được dồn, nhưng mà chốt rồi là đi rồi nhá. Các chị ơi comment mã số là 12 cho em bộ mặt cười với giá là 79.000 thôi nhá. 20 cân thì 40 cân cho em bộ mặt cười này. Đó 20 cân thì 40 cân cho em bộ mặt cười mã số là 12 cho em này. Đó mã này lên là 12 cho em 79.000 đồng nhá mọi người. 79.000 cho em mã
12 giùm em nhé. Màu hồng với lại màu đen nhé. Màu hồng hoặc là màu đen. Các chị thích màu gì comment màu đó cho em, hồng hoặc đen cho em này, mã 12 nhá. Set cotton bao mịn luôn. Bao mịn bao đẹp luôn. Mã số 12 cho em 79.000 đi. Rồi tiếp cho em bộ chia là bao nhiêu cân? Bộ chia đặt mã tiếp theo là mã số mấy đây em? 13. Không phải. Bộ chia là mã 13 mà. Phiền, chị chưa lên bộ này. Rồi lên tiếp cho em mã số 25 cho em này. Mã số 25 cho em này, bộ theo này, bộ theo nhá. Mã số 25 cho em bộ theo này, em có size cho bé từ 15 cân đến 30 cân em có size này. Mã số 25 cho em 79.000 cho em bộ theo. Quần nó là quần nhưng mà làm xòe như váy luôn này. Đây nó là quần nhưng mà xòe như váy luôn nhá. Mã số này lên cho em là 25 này. Đó, lên cho em mã này là 25 cho em màu hồng này. À quần màu nâu, 25 hồng này, 25 trắng này, 25 vàng này. Đó, lên cho em bộ này mã số là 25 cho em và giá là 79.000 thôi nhá. 15 cân đến 30 cân cho em. Mã số lên là 25 này. Mã số cho em là 25 nhá, 79.000. Ngố bé trai 35 cân em không có chị ạ. Ngố bé trai 35 cân em không có thôi. Rồi bộ này lên mã số 25 cho em này. 25, 79.000, 15 cân đến 30 cân em có sai nhá. 15 cân đến 30 cân cho em bộ quần. Nó là quần hết nhé, đã gọi bộ là quần hết chứ không có cái nào có váy đâu nhá. Ok nhá. Chị nào lấy chốt cho em mã số là 25 cho em nhá. 25, 79.000 một bộ nhá mọi người. 79.000, 15 cân đến 30 cân em có sai này. 15 cân đến 30 cân em có sai. 79.000 đồng. Chốt cho em là 25 nhá. Chốt cho em mã số là 25 cho em. Không lấy điện thoại này không? Đồng mắt. Đồng mắt. Ok nhá. Chị nào lấy 25 chốt 25 cho